đi đâu mấy ngày nay vậy? Có biết ta lo cho mi lắm không? Mình đã nghe Hương kể tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ Lam muốn mình sẽ nói với bác Trường, hay là chính miệng Lam nói? Đừng có nghe nói bậy. Mình không nghe Hương nói, mà nghe Lam nói đó. Lam hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Cô có muốn biết thủ phạm ai đã làm đổ cà phê lên laptop không? Một là chị, hai là chị Khanh thôi. Không phải, Khanh đâu chỉ có một mình tôi là bạn thân để đi bao che. Buổi sáng hôm đó, chính đứa con Hoang đó đã vô ý làm đổ ly cà phê lên laptop của mình. Vì nó sợ trách nhiệm nên nó năn nỉ Khanh giúp đỡ nó. Và chuyện đổ tội cho cô cũng là do nó bày ra. Nhưng mà thực tế, sau khi Khanh giúp đỡ nó rồi, nó nhân cơ hội này để hại luôn Khanh. Chị nói với tôi nhiều như vậy là chị muốn gì ở tôi? Để cô giúp tôi trừng trị kẻ gian và lấy lại công bằng cho Khanh. Xin lỗi, tôi chỉ muốn được yên ổn làm việc thôi. Xin mấy chị đừng có lôi tôi vô mấy chuyện tranh đoạt nữa. Mấy chị là bạn bè thân thiết của nhau mà khi gặp chuyện còn đẩy nhau ra làm bia nữa thì tôi chẳng là cái gì hết. Khoan đã, nếu như mà tôi đảm bảo cho cô có một công việc và một số tiền để lỡ xảy ra chuyện gì, cô vừa có công việc vừa có vốn để làm ăn, thấy sao? Đây là một chuyện vừa giúp cô hả giận, vừa có thể giúp người khác, vừa có thêm một số vốn để làm ăn. Cô sợ gì chứ? Bằng cách nào? Cô lấy cái USB này cài vô laptop của đứa con Hoang đó. Tất cả mọi chuyện còn lại để tôi. Đi. Chị chờ em 15 phút đi. Đem qua IT họ cũng có giải quyết liền được đâu. Hay. Ở đây chán quá à. Thôi, đi tìm ly cà phê uống thôi. Alo. Dạ, để em báo liền cho chị Hân à. Dạ dạ rồi, em biết rồi. Chị Hân ơi, Tiếp Tân nói là ở dưới sảnh có người đang đợi chị ở dưới kìa. Chị xuống gặp đi. Ai vậy? Em cũng không biết nữa. Chị biết rồi, cảm ơn em. À, xong rồi. Xong rồi hả? Được, được rồi chị ơi. Được rồi. Cảm ơn em nha. Gặp khách xong rồi á, chị sẽ mua ly cà phê đặc biệt để cảm ơn em. Nhớ chó như xưa, em thích xưa. Cảm ơn em nhiều nha. Anh Tuấn, anh đọc giùm em cái USB này đi. Không hiểu sao máy của em không đọc được. Rắn rứa. Em cũng không biết nữa. Bi cái chí mô đọc rõ rõ. Ủa gì kỳ vậy ta? Vậy mà máy của em đâu có đọc được đâu. Thôi được rồi, đưa đây cho em để em về em thử lại nha. Cầm đi. Xong rồi.
ra trong cái USB này có virus. Nó đã giúp cho một kẻ nào đó xâm nhập vào hệ thống máy tính của Hân, lấy tài liệu rồi gửi đi, rồi ngụy tạo một vụ mua bán tài liệu công ty. Mày dám gài tao hả con kia? Đủ rồi. Tôi chỉ tự bảo vệ mình thôi à. Bản thân mình đã gây ra lỗi thì không có tư cách gì trách ai đâu. Lam không có làm sai gì hết, và cũng không có lỗi gì hết. Lam chỉ muốn bảo vệ và lấy lại công bằng cho Khanh thôi. Lam còn ngụy biện nữa hả? Tất cả những gì Lam làm á cũng chỉ vì đố kỵ với Hân mà thôi. Nó đáng bị như vậy mà. Đáng hay không đáng thì để bác Trường giải quyết đi. Lam làm cái gì vậy? Đưa đây. Khanh muốn bảo vệ cho đứa con hoang đó hả? Đừng có mơ. Lam, chị Khanh yên tâm đi, file ghi âm gốc á em còn giữ mà. Tôi muốn đi bộ một lát, chút nữa tôi về nhà sau. Đừng đi xa quá, sẽ không an toàn cho cô đâu. Tôi biết rồi. Alo anh hả? Anh giúp giùm em báo cho đội vệ sĩ là em muốn đi theo Minh một đoạn, mà không muốn cho cô ấy biết. Anh nói họ là đừng có bụp em đó nha. Dạ bánh của chị 290 ạ. Ừ. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ quen rồi. Ừ, chào tụi em, để em ngồi xuống đi. Hôm nay mấy đứa đi bao nhiêu người vậy? Dạ 4 thằng. Ủa, có 4 bạn thôi hả? Chết rồi, chị lỡ mua nhiều bánh quá. Vậy là tụi em được mời ăn bánh thiệt hả chị? Tất nhiên rồi, không những được ăn bánh mà còn uống nước nữa. Hoan hô. Biết đã vậy, tao rủ em tao đi heo ăn chung. Mẹ ham quá. Không phải là tham, mà là biết nghĩ đến em mình. Vậy thì chút nữa bạn nào có em ở nhà thì nói với chị, chị sẽ dặn gói một phần bánh và nước đem về cho em nha. Chịu không? Yeah. Vậy em đem về cho mấy bạn đến nhà khác của em được không chị? Được chứ sao không. Ừ, nhưng mà sao em không rủ mấy bạn đánh giày khác của em đến ăn chung cho vui? Em không có biết chị nói giỡn hay nói thiệt. Rủ đi ăn mà còn nói giỡn nữa. Vậy đi, vậy chút nữa mấy đứa chốt quân số lại, rồi chị sẽ cho gói các phần bánh với nước đem về cho các bạn với mấy em. Chịu không? Yeah. Okay. Rồi, vậy bây giờ các em lấy bánh ăn đi. Dạ em mời chị. Cảm ơn em. Chị ơi, hôm nay có anh đẹp trai để ý chị đó. Ừ, em nói sao? Có một anh đẹp trai lắm, từ lúc chị mới bước vô cửa tiệm đã quan sát chị rồi. Nãy giờ anh ngồi bên kia kìa, nhìn chị hoài luôn á. Là ai ta? Dạ em chào anh. Xin chào. Là anh. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi vì tôi bị quấy rối đâu. Mọi chuyện đây không phải là do tôi gây ra, nhưng mà cũng vì tôi mà ra cả. Vậy nên nếu nói tôi phải ngồi yên một chỗ, chắc là tôi sẽ áy náy lắm. Vậy có nghĩa là anh nhất quyết phải làm một chuyện gì đó cho tôi phải không? Phải. Như vậy có được không? Ừ, cũng được.
tôi vừa nghĩ ra một chuyện gì đó để làm giúp tôi rồi đó. Con cứ dùng tự nhiên đi con. Dạ. Nếu nói vậy, vụ đổ cà phê vừa rồi cũng là do con Lam nó làm mà. Dạ. Đang làm gì đó? Chuyện gì không liên quan tới mình thì đừng có đi nói lung tung nha. Cô ta đổ ly cà phê lên laptop kìa. Trời, trời ơi, sao mà đã xảy ra chuyện này vậy? Bị điên hả? Có biết là lát nữa gặp khách hàng lớn không? Bây giờ có cần cậu bảo vệ hoặc một ai đó không? Không muốn làm thì cũng đã lỡ làm rồi. Bây giờ Khanh muốn ba mình tự mặt mình hay muốn ba mẹ mình ly dị thì Khanh cứ nói đi. Tôi sẽ xử lý vụ này. Một là Lam tự nói với bác, hai là mình sẽ đi nói. Vậy thì chọn cái thứ ba đi. Mẹ. Dạ thưa bác. Cái thứ ba đó là đừng đứa nào nói gì hết và coi như không có chuyện gì xảy ra. Bác à, nếu mà đây là chuyện vui chơi quậy phá của Lam á thì con sẵn sàng bao che. Nhưng mà liên quan đến dự án cả chục tỷ, liên quan đến trách nhiệm của rất nhiều người. Nghĩa là nếu như có người đứng ra chịu trách nhiệm thì không có chuyện gì xảy ra. Chuyện đó thì dễ mà. Bác và Lam đang nói gì vậy? Chuyện này con hãy để bác và con Lam xử lý đi. Nhưng mà cái này, nếu như con muốn ba con Lam từ mặt nó, bác giàu mới sẽ ly dị, gia đình bác tan nát, thì con cứ việc làm theo ý muốn của con đi. Như vậy là con vì sự năn nỉ của bác Ngân cho nên con bao che cho con Lam. Bác nghĩ nếu thật sự như vậy thì con cũng đâu có cần nhận tội về mình. Dạ, lúc đó một phần vì con tự ái, vì Hân và anh hai con đã không tin tưởng con. Còn một phần khác á, là con không muốn ông Tiến chèn ép Hân, cho nên là con đã nhận hết mọi tội lỗi về mình. À, con có còn file ghi âm gốc không? Dạ còn. Dạ đây. Không còn bản nào khác chứ? Dạ. Khanh nè. Dạ. Con giúp bác giữ bí mật chuyện này, kể cả ba con. Bác sẽ có kế hoạch để giải quyết chuyện này. Dạ con hiểu rồi. Thôi, ăn đi con. Dạ con mời bác. Ừ, mời con. Ủa, ông về rồi đó hả? Ăn cơm luôn nha. Hôm nay đích thân tôi xuống bếp, con gái ông phụ một tay nữa đó. Con ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì sao không để ăn cơm xong rồi nói? Ngồi xuống đi. Ba đã nghe hết đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với con và nhân viên đó. Bây giờ con không cần chối hay giải thích gì hết, chỉ nghe ba hỏi và con trả lời thôi. Cái vụ tố con Hân bán thiết kế cho công ty đối thủ, ai đã giúp con trong chuyện này? Dạ, nếu như con chịu nói rõ ai đã giúp con thì ba sẽ bỏ qua cho con lần này. Ba hứa. Dạ thưa.
Vậy nếu như con nhỏ nó không nói thì sao? Ông sẽ làm gì nó? Ông sẽ vì đứa con quan đó mà làm gì con? Bà đừng nên xía vào chuyện này. Con nói đi. Dạ Lam à, đây là lúc con nhìn rõ ba con coi trọng con hay là đứa con quan đó hơn. Bà im đi. Dạ thưa ba, tất cả mọi chuyện là con tự làm, không có ai giúp con hết. Con ăn cắp thông tin rồi liên lạc với công ty đối thủ. Một mình con không thể bày ra nhiều trò như vậy được. Dạ, thật sự là mọi chuyện chỉ có một mình con làm thôi. Ba cho con suy nghĩ là đâu? Dạ, con nói rồi đó ba, chỉ có một mình con làm. Vậy thì đi ngay ra khỏi nhà. Đi ngay. Nhà này là của con không cần phải đi đâu hết. Vậy thì tôi sẽ đi. Tôi sẽ coi như chưa từng có đứa con gái này. Tôi sẽ đăng báo tương đó. Con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con. Nếu như ông ấy đăng báo từ con thì mẹ sẽ ly hôn với ông. Anh của cô đến nhờ tôi đi tìm cô. Cả nhà cô đang rất lo lắng, nhất là má của cô đó. Anh đã nói gì với anh hai tôi rồi? Nếu tôi nói gì thì anh ta đã xong đến gặp cô rồi. Anh không cần phải nói gì nữa đâu. Hôm nay tôi sẽ về nhà. Vậy có cần tôi theo cô làm nhân chứng không? Nhân chứng hả? Mà nhân chứng về chuyện gì? Chẳng phải hôm nay cô muốn về nhà để kể toàn bộ sự việc sao? Không cần đâu. Có những chuyện phải nói ra mới biết thì còn gì là ý nghĩa. Đúng là có tính trẻ con mới có tính giận lẫy thôi. Không chịu nói ra mà cứ muốn người khác hiểu cho mình. Anh cô có sao không vậy? Hả? Cô không sao chứ? Ừ, tôi giận lẫy đó thì sao? Sau khi tốt nghiệp xong, tôi được mời ở lại Mỹ để làm việc cho công ty lớn. Nhưng mà tôi đã từ chối để về được An Phát. 3 năm qua tôi đã cố gắng tạo thành tích, nhưng mà lúc nào cũng thua hơn. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi đạt giải, được khách hàng lựa chọn, ba tôi đã lấy dự án đó giao cho hơn. Tôi cũng không chấp nhất. Nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận được là mọi người nghĩ tôi vì cái dự án đó mà hãm hại bạn bè một cách hèn hạ như vậy. Thôi thôi, được rồi mà. Cô cũng đừng quá xúc động, sẽ không tốt cho sức khỏe của cô đâu. Không cần anh quan tâm đâu. Tôi cũng không muốn trở thành một kẻ nhiều chuyện đâu. Chẳng qua tôi thấy anh hai của cô vừa lo cho bạn gái của mình, vừa phải lo lắng cho em gái của ảnh. Tôi thấy xót nên mới giúp ảnh thôi. Chuyện của Hân vẫn chưa xong nữa hả? Các cổ đông không chấp nhận chuyện laptop bị hacker tấn công và sử dụng thẻ điện tử của Hân để giao dịch. Vậy còn cái file ghi âm và Hương thì sao? File ghi âm gì? Hương cũng liên quan đến vụ án này nữa hả? Các cổ đông vẫn chưa tin lắm chuyện laptop của con bị hacker xâm nhập. Nhưng con yên tâm đi, bác sẽ tuyệt đối bảo vệ cho con. Dạ, thưa bác. Tại sao lại hành xử như vậy? Bà bình tĩnh lên đi bà. Tránh ra. Bà, có chuyện gì vậy? Làm gì mà anh làm ồn lên vậy? Tại sao anh lại ém nhẹm cái chuyện, không cho mọi người biết chuyện Lam là thủ phạm đã hãm hại Hân? Bà à, cái phải bằng chứng đâu rồi? Khang, ra ngoài đóng cửa lại đi con. Dạ. Anh bình tĩnh ngồi xuống đi. Cho mọi người biết chuyện để làm cái gì chứ? Đứa nào làm sai thì đứa đó phải chịu trách nhiệm với việc làm của nó chứ làm cái gì. Bây giờ anh bao che cho nó vậy, tức là anh đã làm hại Hân đó.
sẽ không ai làm hại được con hơn hết. Có thể đúng những gì anh nói, không ai làm hại được hơn, nhưng mà nó sẽ bị nói là nó được anh bao che, sẽ luôn bị nghi ngờ là kẻ bán đứng công ty, và nó bị mang tiếng xấu ở trong ngành đó. Những gì anh nói cùng lắm chỉ là sự suy sầm của thiên hạ. Sau một thời gian, tự động nó sẽ tiêu tan. Còn nếu để Lão Tiên và đám cổ đông đó biết được mọi chuyện là do con Lam làm, thì bọn chúng nhất định sẽ dùng mọi chuyện để uy hiếp tôi. Khi đó hậu quả như thế nào thì anh biết rồi đó. Với lại, đây là tội hình sự, tôi không thể để cho con Lam ngồi tù được. Vậy Hân thì sao? Hân nó sẽ... Dạ, con sẽ nghe theo sự sắp xếp của bác Trường. Tốt. Anh... Thôi, hai đứa con cũng ra ngoài làm việc đi. Dạ. Dạ. Hân à, Hân, Hân, Hân. Em muốn đi một mình, em cần được một mình trong lúc này. Thôi được rồi, nhưng nếu anh nhắn tin, em phải trả lời đó. Em biết rồi. Hân. Hân, Hân à, em có sao không vậy? Yên tâm đi, có anh rồi không sao đâu. Người sẽ cứu thương giúp tôi đi. Mày điên rồi hả? Mày muốn hại chết tao hả? Cái này là... Ủa? Mày muốn tao giúp mày thì tao giúp mày thôi. Bây giờ đổ thừa tao là sao hả Lâm? Tao nói là tao muốn hả giận, chứ tao không nói là muốn hả chết người. Ủa, mày đâu có chết ai đâu, có gì đâu mà mày phải sợ. Mày bị khùng hả? Mày biết cái xe này đứng tên tao không? Lỡ có chuyện gì ảnh hưởng tới tao thì sao? Mày yên tâm đi, nếu mà có chuyện gì á thì một mình tao sẽ lãnh hết. Ok. Thôi mà, đừng có buồn nữa, cười lên đi. Đi chơi. Bữa nay đi chơi tao chi hết. Mày tránh ra đi. Lam, Lam. Khang. Khang. Dạ, dạ con chào bác. Hôm sau rồi. Dạ, vẫn con đang cấp cứu. Tại sao lại để bớt cẩn, xảy ra tai nạn như vậy? Con nghĩ đây là một vụ cố ý chứ không phải là tai nạn. Tại sao con nói như vậy? Chiếc xe đó đã đậu sẵn bên đường. Và sao nữa? Chiếc xe đó chở một nam một nữ. Họ che kín mặt, không nhận dạng được. Nhưng mà con đã từng nhìn thấy Lam và bạn của nó đi trên một chiếc xe y chang như vậy. Rồi con đã nói chuyện này với ai chưa? Dạ chưa. Con nghe nè, con đừng nói chuyện này cho công an biết nghe chưa? Nhưng mà... Thôi. Xin hỏi ai là thân nhân của cô Ngọc Hân? À, là chúng tôi đây. Cho hỏi lúc nãy ai là người chứng kiến vụ tai nạn? Là tôi. Vậy anh có thể kể lại tình hình lúc đó không? À, lúc đó... Nghe nè, con hãy nhớ cho kỹ rồi hãy nói. Cái gì chưa chắc thì con đừng nói, mắc công gây khó khăn cho sự điều tra của công an. Lúc đó tôi nghe tiếng kêu cứu của bạn tôi. Khi tôi chạy ra thì chiếc xe đó đã chạy đi khá xa rồi. Tôi không nhìn thấy hiệu xe, người lái cũng như bằng số xe. Vậy anh có... Xin lỗi anh, hiện tại bây giờ tôi đang rất lo lắng cho bạn của tôi. Có thể tôi sẽ nói với các anh vào dịp sau. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ quay lại sau. Chào anh. Cảm ơn cô. Kìa, Hân. Hân, em không sao chứ? Con có sao không? Dạ, con chỉ bị thương phần mềm ở ngay chân, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Như vậy mình không cần phải nằm lại để điều trị hả con? Dạ, chỉ cần mỗi ngày con lên bệnh viện để rửa vết thương là được rồi ạ. Ừ,
Con không sao là tốt rồi. Dạ, mình ra ngoài kia nhận thuốc. Hân à, em với bác ra xe trước đi, để anh lấy thuốc cho. Em muốn tự lấy, đợi con một lát. Con xin phép. Hân à, Hân, Hân à, Hân à, Hân, nghe nói đã. Em muốn được nghỉ ngơi. Em à, em không muốn nói chuyện trong lúc này. Có phải em giận anh vì cái chuyện anh không khai rõ ràng mọi chuyện với công an đúng không? Bác Trường đã lên tiếng rồi, anh không thể nào làm gì khác được. Chiếc xe đó đã nhằm ngay em mà phóng tới. Nếu như em không may mắn mà tránh kịp á, thì bây giờ sẽ không phải là một vết thương ở chân như thế này đâu. Anh nghĩ Thiên Lam không tán tận tới mức. Vậy anh nghĩ em nói quá lên sao? Không phải. Anh có biết là lúc chiếc xe đó Trường tới em đã hoảng sợ như thế nào không? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Em đã làm gì sai sao? Không, em không có gì sai cả. Vậy thì tại sao? Tại sao không ai bênh vực em? Không ai lấy lại công bằng cho em? Tại sao lúc nào em cũng phải là người im lặng và chịu đựng chứ? Cho anh xin lỗi đi. Chồng con nó quyết tâm bảo vệ cho đứa con quan đó, cho nên trong cái chuyện này á, không dễ xử lý như là chúng ta đã tính toán đâu con. Không cần biết cậu dùng cách nào, nhất định không được để đứa con quan đó yên thân. Con cứ yên tâm, cho dù khó khăn cỡ nào, cậu cũng sẽ không buông tha cho đứa con quan đó đâu. Chắc là sắp tới con sẽ vắng mặt một thời gian, cậu cứ toàn quyền mà quyết định đi. Con đi đâu? Con đưa con Lam đi anh tìm Trường mới. Nếu như tìm được Trường, con muốn ở bên cạnh nó để kèm cặp nó một thời gian. Vậy cũng tốt. Alo. Cái gì? Được rồi, tôi về liền. Có chuyện gì vậy? Công an tới nhà, nói là nghi ngờ con Lam lái xe gây tai nạn cho đứa con Quang đó. Trời đất, mình mau về nhà đi. Dạ, mình về liền đi. Cẩm Kiều nghĩ là chắc có sự hiểu lầm gì đó. Cháu gái của tôi thật sự thì nó có ham chơi, nhưng mà nó không dám làm điều gì mà sai trái đâu. Cô Hân và bạn trai của cô ấy là anh Khang đã nhìn thấy chiếc xe đậu sẵn bên đường. Và khi cô Hân băng qua đường thì chiếc xe đã lao thẳng vào cô ấy. Trời ơi. Theo sự kể lại thì chúng tôi xác minh được đó là biển số xe của cô Lam. Hai đứa nó cấu kết với nhau để ám hại con tôi đó. Chị Hai, dù đúng hay sai, mong mọi người hợp tác để mời cô Lam ra gặp chúng tôi. Đây là cách tốt nhất để giúp cho cô ấy. Thật sự thì cháu gái của Cẩm Kiều chưa có về nhà, mà gia đình cũng không biết là nó đang ở đâu nữa. Tôi không biết. Có lẽ là chuyện đến gia đình bất ngờ quá nên gia đình không kịp suy nghĩ. Chúng tôi sẽ quay lại sau. Hy vọng gia đình có gặp mặt cô Lam thì thông báo cho chúng tôi. Dạ, để tôi tiễn hai anh. Chào ông. Chào ông. Có chuyện gì vậy? Anh vào trong nói chuyện với chị Hai đi. Có chuyện gì vậy? Muốn biết thì hỏi đứa con quan của ông đó. Hỏi nhà có chuyện gì mà công an tới vậy? Thằng Khang với con Hân á, nó khai với công an là con Lam lái xe gây tai nạn cho con Hân. Giờ công an tới đây đòi bắt con Lam đó. Đứa con quan của ông quá độc ác, nó âm mưu đẩy con Lam vô đường cùng mà. Bà có biết nó đang ở đâu không? Cái gì? Ông muốn bắt con Lam giao cho công an sao? Ông muốn tiếp tay với đứa con quan để nó hại chết con Lam à? Bà đừng ăn nói hồ đồ nữa có được không? Tôi muốn cứu nó, bà kêu nó về đi. Anh Hai nói đúng đó chị Hai. Chỉ có cách kiếm con Lam về thì mới có thể cứu được nó thôi. Chứ chúng ta bao che cho nó trốn tránh, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Trời ơi. Nè, cô. Anh và anh họ gặp chút sự cố không về kịp rồi. Em dời cuộc họp sang ngày mai cho anh nha. Cảm ơn em.
Cô có sao không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Nhưng mà anh có thấy bạn tôi đâu không? Cô ấy vẫn còn ở trong đó mà. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Ôi da. Hả? Gì vậy? Ê, 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 nè, 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 đáo, ôi da. Bị trầy chút xíu mà chích cái gì? Chị ơi chị, chắc cái kiểu này á phải cho ăn kẹo như con nít mới chịu á. Đàn ông con trai mà sợ chích hả? Không biết gì thì thôi, đừng phát biểu lung tung như vậy. Nếu mà không sợ á, để yên người chị chích đi. Tôi không thích. Không thích cái gì mà không thích? Trời. Gì? À, u da. U da. U da. Chích mới mau hết bệnh. Tôi còn muốn mau hết bệnh. U da. Ôi trời ơi. Có cần vô coi bạn anh có sao không? Không cần đâu. Ông còn la được như vậy á, chắc là không bị gì đâu. Hân. Dạ con chào bác. Con có sao không? Dạ con không sao. Làm đâu rồi? Giờ làm bỏ đi rồi. Sao không đợi người lớn đi chung mà lại tự ý đi như vậy để rồi có chuyện? Dạ lúc đó con dội theo Khanh cho nên không kịp nhắn tin cho anh Khang. Lại là nó. Lại là nó. Dạ thưa ba. Chào bác. Kìa bá, bá. Tại sao lúc nào cũng tự tung tự tác để xảy ra chuyện như vậy hả? Bà, có chuyện gì mình về nhà nói đi. Hân, đi về. Dạ. Hân, đi theo ba đi. Cảm ơn hai anh về chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại sau nha. Em đi. Anh đưa Hân và ba về đi. Em đi về cùng đi. Em tự lo được. Hai cậu cũng về thành phố đúng không? Dạ, anh yên tâm đi. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Thôi, chúng ta về thôi anh. Cảm ơn hai anh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ không phiền hai anh nữa. Nè, tôi đã hứa với anh hai của cô là phải đưa cô về. Cô đừng biến tôi thành kẻ thất hứa như vậy. Anh hứa, nhưng mà tôi đâu có đồng ý. Nè, anh biết là tôi không được tức giận rồi đó. Nè, anh định để cô ta về như vậy sao? Kệ cô ta, anh không bao giờ phí công năn nỉ những kiểu người như vậy. Ê, nè, chờ em với. Như cô ta không đấu được xe. Kệ cô ta. Cô ta thích được một mình thì cứ mặc kệ cô ta. Để cô tự lo đi. Hy vọng là cô ấy không lang thang tới sáng. Đêm nay trời lạnh quá ta. Nè, Việt Khánh. Lên xe đi. Tôi không cần mấy anh lo đâu. Nè, nhưng mà... Được rồi, không nói nhiều nữa. Đi. Anh làm cái gì vậy? Buông ra, buông ra. Em đứng đó làm cái gì nữa, mở cửa cho anh. Rồi, rồi, rồi. Buông ra, anh làm cái gì vậy? Buông ra. Đi. Lên xe. Đóng cửa lại. Anh định làm gì của ta vậy? Làm điều anh cần phải làm. Ê, nè, 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 mở cửa cho em. Tôi biết là cô đang không vui, nhưng mà cô cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Cô mà xảy ra chuyện gì thì má cô sẽ rất đau lòng. Cô giận ba cô,
Cô giận anh hai cô, cô giận bạn thân của cô. Nhưng chắc cô không giận má cô đâu đúng không? Ít ra cô cũng phải để tôi đưa cô về thành phố cho an toàn. Nam à, được về nhà rồi, lên xe đi. Bà chọn là quán xà lách, quán không có máy lạnh nữa, nóng muốn chết vậy. Bà nhìn gì vậy? Bà thấy cái bàn bên kia không? Khách giống mình thôi. Mặt nó xám xịt, ắt có chuyện chẳng lành. Gì vậy ba? Ba là chuyện qua coi bói hả? Ba mà nhìn người không sai, cầm cái này qua đưa cho thằng nhóc đó. Đưa cho thằng mặc quần jean, áo sọc xanh đó hả? Yeah. Trời đất ơi, ba, sao nhiều vậy? Bị cái thằng đó nó sẽ là người nhận tội thay cho con Lam. Chuyện xong rồi đó, giờ về nhà đi, để mẹ con khỏi lo. Ông cậu à, thằng Minh nó sẽ bị xử hả ông cậu? Yên tâm đi, ông cậu đã hỏi luật sư rồi. Người ta nói là nó sẽ không bị xử quá một năm. Có chắc như vậy không ông cậu? Chắc, yên tâm. Về nhà đi cho mẹ con khỏi mong. Anh vô trong sẽ gặp anh đó. Ừ, tôi biết rồi. Chào anh. Chào Trung Quý. Ê Lam, đi ăn mừng đi. Nè, về nhà trước đi đã. Thôi, đi uống xả xui đi. Mấy bữa nay xui quá trời. Đi. Nè, ông cậu nói với mẹ con là một chút nữa con về. Đi. Đi, đi. Nè, rồi để ông cậu đi bộ về hả? Em đi đâu vậy? Em muốn đi lanh quanh một lát. Để anh đưa em đi. Ừ, em muốn đi một mình. Hân à, em còn giận anh hả? Không phải, em chỉ là muốn yên tĩnh một mình thôi. Vậy thôi em đi đi. Khi nào cần anh trở về thì gọi cho anh. Anh làm gì vậy? Tôi là xì ke mà tôi chích chưa có đủ phê. Chị cho tôi 200 ngàn để tôi chích cho đủ phê nha chị. Tôi không giúp được anh mấy vấn đề này đâu. Tao nói đàng hoàng á, mày không cho tao cướp á nha. Làm gì? Làm gì hả? Ăn cướp chứ làm gì? Tao nói cho hai tụi bay biết tao bị sida, hai tụi bay không cho tao tiền á, tao đâm mỗi đứa 100. Anh, cô đi đi. Anh... Nhưng mà còn anh thì sao? Đừng lo, cô đi đi. Còn kia, đi. Chạy hả? Muốn có tiền á thì phải lao động. Không có ai cho không anh đâu.
với lại tiền. Anh phải sử dụng cho có ích, chứ không phải phục vụ cho nghiện ngập. Em đến rồi. Có chuyện gì vậy anh? Anh ta dùng kim tiêm dính máu để trấn lột con này nè. Anh ơi, tha cho em đi anh. Buông ra đi. Anh ơi, tha cho em một lần đi, em không dám nữa đâu mà. Buông ra. Anh ơi, tha cho em đi, mấy anh tha cho em đi. Em xin hứa, em sẽ về em cai nghiện mà. Bắt em lên công an, bắt công an lên trình báo nữa anh. Tha cho em đi anh. Chị ơi, tha cho em đi chị. Vậy bây giờ anh có muốn báo công an không? Anh ơi, đừng có báo mà. Anh, tha cho em đi. Con. Anh ơi, đừng có báo công an mà. Anh ơi. Anh ơi, đừng có báo công an, tha cho em đi mà. Tay của cô không sao chứ? Có động đến vết thương của cô không? Cảm ơn anh, tôi không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi à. Tôi muốn hỏi anh là tại sao lúc nãy anh không tha cho người đó đi? Sao vậy? Thấy tôi nhẫn tâm quá hả? À, không phải, tôi không có ý đó. Tha anh ta thì dễ, nhưng nếu như mình tha cho anh ta cũng có nghĩa là mình tiếp tay giúp cho anh ta tiếp tục hại người khác và cứ chìm đắm vào ma túy rồi hủy hoại cuộc đời của anh ta. Phải chi ai cũng nghĩ được như anh thì hay quá. Bao che có nghĩa là tiếp tay cho những hành động sai trái sẽ tiếp tục tái diễn. Cô nói sao? À, tôi nói anh là người rất có tâm đó. Lần nào tôi gặp anh cũng là anh đang làm công tác xã hội. Tính tôi từ trước tới giờ là vậy, khi đã tập trung vào công việc thì không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Bây giờ tranh thủ lúc mình thất nghiệp cũng phải làm một việc tốt chứ. Thất nghiệp là vì chuyện của tôi sao? À không, không phải lỗi của cô đâu. Tôi từ chức mà. Thực sự là tôi không thích cách làm thủ đoạn của công ty đó. Tôi xin lỗi anh. Đã nói không phải là lỗi của cô mà. Tôi nói thật lòng đó. Chiếc ơi, bạn chỉ huy kiếm anh kìa. Thôi, tôi phải đi rồi. Hẹn cô lúc khác nha. Ừ, bye bye. Chào. Dạ con nghe đây thưa bác. Tại con sao rồi? Dạ con đỡ nhiều rồi. Bộ con còn giận bác hả? Dạ không. Chỉ lần này nữa thôi. Bác hứa sẽ không bao giờ để cho con chịu thiệt thòi nữa. Con không tin bác sao? Con xin lỗi, con cũng không nên xử sự như vừa rồi. Đáng ra còn phải thông cảm với nỗi khổ của bác, chứ không phải lại đi gây áp lực cho bác. Con đừng nói vậy. Sức chịu đựng của mọi người là có giới hạn. Bao nhiêu năm qua con đã nhường nhịn con Lam quá nhiều. Dạ, nếu như sự có mặt của con ở An Phát. Con nghĩ đi đâu vậy? Bác đã nói là không bao giờ để cho con chịu thiệt thòi nữa, thì con sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Thôi, bác cháu mình đừng nói mấy chuyện này nữa. Con với bác đi ăn trưa nghe. Dạ, con có một chuyện muốn nhờ bác. Con cứ nói đi. Dạ, con muốn giới thiệu một người bạn vào công ty mình để làm việc. Tại sao lại làm ra chuyện lớn như vậy? Tôi không cần biết. Tôi không trả tiền cho ai hết á. Và coi như tôi không liên quan gì tới mấy người. Ê, giỡn mặt hả cô em? Tôi đâu có rảnh mà giỡn mặt với mấy người. Từ đây về sau á, đừng có làm phiền tôi nữa. Chuyện của mấy người gây ra, mấy người tự giải quyết hết đi. Bắt nó. Mấy người làm cái gì vậy? Làm cái gì hả? Làm để lấy cãi vốn lẫn lợi chứ cái gì? Mấy người dám. Cứu tôi với. Mấy người làm gì vậy? Có ai không cứu tôi với? Thoải mái đi. Em cứ làm thế nào cũng chẳng ai tới cứu em đâu. Cứu tôi với. Làm gì?
Vừa vào hai thằng mày đi làm được gì hả? Dám xen vào chuyện của tụi tao. Cảm ơn anh nhiều nha. Ơn nghĩa gì, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Em có thể nhờ anh một chút chuyện được không ạ? Anh Nam. Anh sẽ nói chuyện với mình. Vì năn nỉ cô ấy sẽ không kiện em. Anh Kiệt nói là cũng may là em chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, cho nên khả năng em ngồi tù sẽ không có đâu. Anh Nam, anh không giận em hả? Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá xa để em có thể quay đầu trở lại. Sau chuyện này, anh hy vọng là em có thể nhận ra hai điều. Thứ nhất, trong tình yêu không phải giành giật là có được. Thứ hai, chuyện phạm pháp dù là nhỏ nhất thì cuối cùng cũng sẽ bị trả giá. Em xin lỗi anh. Anh sẽ đến báo cho ba mẹ em để họ đến bảo lãnh em. Em cảm ơn anh. Thôi, anh đi đây. Anh Nam. Anh yêu con nhỏ đó thiệt hả? Nếu phải thì sao? Nhưng mà nó bị mù mà. Còn một điều thứ ba nữa mà anh muốn em biết, đó chính là trong tình yêu thì sẽ không có bất kỳ một sự phân biệt nào cả. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải đi rồi. Chào anh. Dạ. Tạm biệt. Chào anh. Tạm biệt. Tình yêu thật sự hả? Không có chọc kẹo em nha. Thôi đi. Ủa, chào chú à. À, chào con, vô đi. Dạ. Tình cờ quá. Alo, anh nghe. Ờ, anh biết rồi. Em cứ yên tâm đi. Dù anh không còn ở đây nữa, nhưng mà hàng tuần anh vẫn về đây để dọn dẹp vệ sinh. Con đầy đủ tiện nghi lắm. Rồi, biết rồi. Anh sẽ quan tâm chăm sóc cháu nhiều hơn. Ừ, yên tâm đi. Dạ, con mời cậu uống nước. Sao? Ở chỗ mới có quen không? Dạ quen. Cậu thừa biết là cháu cậu thích nghi tốt lắm. Vậy coi coi cô còn thiếu thứ gì, mai cậu dẫn đi mua luôn. Thôi, con thấy vậy là đủ lắm rồi. Mà cậu, hồi nãy tình cờ con gặp cô Thảo đó. Rồi sao? Mà có cái này thắc mắc nha. Ừ, thắc mắc cái gì? Cái nhà này á là có phải là của bệnh viện xây rồi bán lại cho bác sĩ và nhân viên không cậu? Bệnh viện thì lấy tiền đâu mà xây chung cư con? Ồ. À, cái gì? Bí mật đã phanh phui nha. Có người cố tình mua cái nhà này để được gần người ta nè. Quỷ. Dạ thưa mẹ, con mới về. Chào con. Dạ. Mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Tối nay mẹ đi ăn đám cưới.
con ở nhà ăn tối một mình nha. Dạ. Ủa, mà đám cưới ai mẹ? Đồng nghiệp của mẹ cưới dâu. Ờ, vậy là chú Khánh có đi cùng với mẹ không? Có chứ. Chút nữa chú ấy sẽ đến đón mẹ. Ồ. Con gật gù chuyện gì vậy? Không ạ. Nãy con thấy chú Khánh ở trong thang máy, mặc đồ đẹp trai dễ sợ luôn á. Chú ấy có một căn hộ ở dưới tầng 10, nhưng mà ít lui tới lắm. Ồ. Nè, con đừng có ở đó mà. Mẹ à, người lớn thì cũng phải có hạnh phúc riêng của mình chứ. Thiệt tình thì mẹ với chú ấy chỉ là người bạn tốt thôi. Mẹ à, chỉ cần mẹ vui và hạnh phúc là con sẽ luôn luôn ủng hộ mẹ. Nam, con sao vậy? Dạ, bỗng dưng con nhớ ra một chuyện làm con cảm thấy lo cho một người. Thôi, con ở nhà đi. Mẹ đi đây. Dạ. Sầm vậy hả? Anh đang lái xe vô hầm, làm sao trả lời em được? Anh đã lên nhà chưa? Lên rồi, mới vừa bước ra thang máy đây. Vậy thì anh có thấy gì không? Thấy gì là thấy gì? Ồ, vậy à. Alo, alo. Cô còn muốn làm việc với An Phát chứ? Dạ, nếu như chú cho cháu một cơ hội à. Cơ hội nhiều lúc do người khác cho mình, nhưng cũng có khi là do chính mình tạo ra. Dạ, thưa chú, cháu phải nói thật một điều là sau sự việc vừa rồi, cháu đã rất là sợ. Nếu như mà công ty muốn cháu thể hiện năng lực chuyên môn của mình thì cháu sẽ cố gắng hết sức. Còn nếu như công ty muốn cháu làm những cái việc giống như vừa rồi thì cháu xin từ chối vì không làm được à? Yên tâm đi, tôi không cần cô phải theo phe phái nào, hay là cần cô làm việc hại người. Tôi chỉ cần cô nói ra sự thật. Dạ. Sao con không đồng ý làm trợ lý cho bác? Dạ thưa bác, con chỉ muốn làm chuyên môn của một kiến trúc sư. Còn chuyện quản lý kinh doanh thì con nghĩ là con không thích hợp lắm. Con chưa thử, sao con biết là không thích hợp? Dạ thưa con. Hân à, cái công ty này sau này sẽ thuộc về thế hệ của tụi con. Mà lúc đó tụi con không chỉ có nhiệm vụ giữ gìn mà còn làm cho nó phát triển lớn mạnh lên. Cho nên vì vậy, ngay từ bây giờ con phải học cách quản lý là vừa rồi. Dạ thưa, chuyện quản lý công ty còn có anh Khang, Khanh, Lam và nhóc Minh nữa. Và có con nữa. Công ty là của 5 đứa. Dù là ở nhà hay là ở công ty, con cũng có địa vị ngang hàng với 4 đứa kia. Sao vậy? Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ gia đình bác, gia đình bác Phong không cho con có cảm giác là người một nhà sao? Dạ không phải. Sau khi mẹ con mất tích, bác và bác Phong chính là người thân, là gia đình của con. Nếu đã là người một nhà thì cái chuyện thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước đó là chuyện đương nhiên. Chưa kể con thấy bác và bác Phong càng ngày càng lớn tuổi, con phải biết gánh vác đỡ đần cho hai bác chứ. Dạ thưa, cho con hỏi bác một câu được không? Con hỏi đi. Dạ, đây là cách mà bác muốn bù đắp cho con chuyện vừa rồi, hay là bác đánh giá con có khả năng đảm nhận nhiệm vụ này? Là vì bác tin con là người kế thừa xứng đáng. Trong lần này không chỉ có con được đề bạt thăng chức,
mà còn thằng Khang cũng được đề bạt lên làm phó tổng giám đốc. Dạ. Vậy bác để con suy nghĩ thêm chuyện này nha bác. Được rồi, bác cho con 3 ngày. Dạ. Mời Giao. Dạ thưa bác. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh hôm nay. Hân, con về làm công việc của mình đi. Dạ con xin phép. Anh ngồi đi. Tại sao không nói cho tôi biết cái chuyện đổ cà phê cũng là do con Lam làm? Tưởng là chuyện gì thì con Khanh nó không cho tôi nói, thì tôi tôn trọng quyết định của nó thôi. Anh tôn trọng quyết định của con gái tôi hay là anh mượn cớ? Ông không có ở nhà. Dạ thưa bà, bác Trường kêu tôi tới đây lấy quần áo và đồ dùng cá nhân cho bác. Ông đi công tác hả? Dạ không phải, tôi chỉ lấy đồ đem qua căn hộ cho bác thôi. Cái gì? Ông muốn sao đây? Ông muốn bỏ cái nhà này đi luôn hả? Cậu về báo với ông, nếu như muốn ly dị á thì tôi hẹn luật sư, còn nếu như muốn phá nát cái nhà này á tôi phá cho ông coi. Cậu đi đi. Dạ chào bà. Alo. Cho tôi gặp Ngân. Dạ dạ. Dạ thưa cô, có điện thoại của ông cậu. Con nghe nè cậu. Thiệt không còn gì để nói nữa. Con có biết là chồng con nó đang làm gì không? Chuyện gì vậy? Nó đang chuẩn bị đưa đứa con Quang nó lên làm trợ lý đặc biệt cho nó đó. Vậy là rõ như ban ngày. Nó chuẩn bị giao lại toàn bộ cơ ngơi cho đứa con Quang nó đó. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bà con đã quyết định giao An Phát cho con nhỏ đó rồi, con biết không? Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ có sao không? Mẹ, 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 mẹ tỉnh dậy đi mẹ, mẹ. Chị Ngân, chị có vẻ còn mệt lắm đó. Hay chị ở lại bệnh viện vài ngày nữa, chứ đừng về sớm làm gì. Tôi chỉ muốn đi, không muốn ở đây một phút một giây nào nữa. Tôi không muốn nhìn thấy con người bạc bẽo đó. Chị bình tĩnh, đừng xúc động quá vậy mà. Ủa, cái gì vậy? Hai người nói chuyện gì mà tôi hoang mang không hiểu gì hết á. Chuyện gì vậy chị hai? Điện thoại của ai gọi kìa? Bắt máy đi. Của chị đó. Của tôi. Anh hai gọi, em nghe nghe chị hai. Tôi không muốn gặp ông ta. Dạ. Kêu ông ta đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Dạ. Chị ơi, đừng vậy. Mẹ, dạ. Mẹ ơi. Làm bà, mẹ sao vậy? Đỡ mẹ đây. Để, dạ. Để tôi đi kêu bác sĩ nghe. Nằm xuống đi mẹ. Bình tĩnh đi chị. Thôi mà. Chị Ngân. Em sẽ đợi ở ngoài nha. Em ghé qua là có lòng rồi. Khanh. Hai người ở đâu vô đây vậy? Anh và Hân đi thăm bác Ngân. Bác Ngân bị gì? Bác bị ngất xỉu nhưng mà không sao rồi. Ủa, vậy là em không phải đi thăm bác Ngân hả? Vậy thì em đi đâu vậy? Em rủ cậu đi ăn trưa. Mày đến đây làm gì vậy? Mày muốn hại chết mẹ tao mày mới vừa lòng đúng không? Làm à? Nói gì kỳ vậy? Em ra ngoài đợi anh. Đứng lại đó. Ngày hôm nay phải giải quyết mọi chuyện mới được. Làm. Em thật là quá đáng. Buông tay Hân ra. Có những người nói nhẹ không có nghe đâu. Anh đưa Hân về trước đi. Mày đi em. Tại sao Khanh lúc nào cũng bênh vực cho đứa con hoang đó vậy? Khanh có còn coi mình là bạn không? Nếu mà không coi Lam là bạn, mình đã không bao che cho Lam vụ đổ cà phê. Nếu mà không là bạn, mình đã không sử dụng tàu ngay lập tức khi mà Lam có chuyện. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, tình bạn giữa mình và Lam có hay không là phụ thuộc vào thái độ giữa Lam và Hân. Từ bây giờ và về sau này, Khanh sống đàng hoàng đâu có khó.
Tại sao mà lại... Thôi đủ rồi. Khanh có biết nó là đứa phá nát gia đình của mình, nó đã cướp mất ba mình, nó là kẻ thù của mình, nó là kẻ thù của mình cả đời này, nó là kẻ thù của mình, Khanh có hiểu không? Chưa bao giờ Hân là kẻ thù của Lam hết. Mà kẻ thù của Lam chính là sự ích kỷ và nhỏ nhen trong lòng Lam kìa. Nếu mà Lam còn tiếp tục sống như vậy thì người thất bại thảm hại chính là Lam thôi. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Gì vậy anh Bảo? Chiều ra đi Nha Trang đi. Ra kêu chú Thế chuẩn bị thuyền cho tao. Để em đi cho. Ủa, nhưng mà đi Nha Trang chừng nào về anh? Ngày mốt đi du học rồi đó. Mà nó nhiều quá. Anh Bảo. Anh. Sắp đi học xa rồi, làm một cú cho hành tráng đi chứ đi Nha Trang chơi làm gì. Mày lại có tiền đem ra cho tao xài hả? 200.000 đô. Tụi bay có gan lấy thì tao đưa cho xài. Sao hôm nay anh có ăn mặc giản dị và đi xe máy giống như tôi dặn không? Anh xin lỗi, tôi mới vừa đi gặp khách hàng về. Vậy có nghĩa là anh đang ăn mặc sang trọng và đi xe hơi. Tôi có thể lập tức đi mua đồ khác. Không cần phải phí tiền như vậy đâu. Xong rồi. Sao, có vừa với anh không? Hơi rộng một chút. Đồ có hợp với anh không? Không biết là có hợp không, nhưng mà có 6 từ để miêu tả. 6 từ gì vậy? Đó là dễ thương như một cậu bé. Trời đất, anh nghĩ sao mà là cậu bé được? Cô Minh, xe cô cần nè. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì. Anh đạp được không vậy? Yên tâm đi. Thực ra là tôi tính mượn xe máy rồi, nhưng mà người ta chỉ có xe đạp thôi hả? Vậy hả? Yên tâm đi, ngày nào tôi trả tập thể dục. Vậy là mai mốt tôi không cần đi bộ rồi phải không? Tôi là tài xế xịn đó, không bao giờ để cho khách tôi phải đi bộ đâu. Thôi chị ba, để em đạp cho. Thôi, không đạp được thì đâu có sao đâu. Để chị làm tài xế cho em, tài xế xịn luôn. Chị không làm em bị té đâu mà. Xin lỗi. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu khóa học của chúng ta. Cô và các em hãy dành cho thầy Nam một tràng pháo tay nha. Và bây giờ thầy Nam sẽ có đôi lời nhắn nhủ dặn dò với các em. Ê, tôi phải nói gì với mấy em đây? Anh nói gì cũng được, miễn các em vui. Nhanh đi, nói cái gì cũng được mà, các em chờ kìa. Xin chào các em. Thầy là thầy Nam. Nếu mà các em ngoan thì thầy sẽ cho các em ăn bánh cam. Cho gọi. Wow, hấp dẫn ghê ta. Đũa của cô đây. Cảm ơn anh. Không có gì. Mà anh Nam. Hả? Tại sao lại là bánh cam? Tại vì nó trùng tên với anh hả? Trời ơi. Nè, cô nghĩ là tôi tầm thường như vậy hả? Món bánh cam á
Tuy là một món ăn rất là bình thường, nhưng nó rất là ngon. Và nó tạo cho người ăn cảm giác ngọt ngào nè, gần gũi nữa. Cho nên tôi mời các em ăn bánh cam. Là vì tôi muốn các em gần gũi với tôi thôi. Wow, vậy là anh cũng biết dụ con nít quá ha. Vậy thôi, đừng có dạy tạm thời nữa, dạy chính thức luôn đi. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà công ty của tôi sắp vô hoạt động rồi. Không sao đâu. Bằng vậy đi, tôi sẽ tài trợ chính thức để mướn giáo viên và dạy chính quy, được không? Vậy thì tốt quá. Vậy chầu này tôi bao nha, xem như là tôi thay mặt quỹ lớp học nhân ái để cảm ơn anh. Quỹ lớp học nhân ái? Ừ, ý của tôi là tôi sẽ phát triển một hệ thống lớp học nhân ái trên toàn thành phố mình. Và đây sẽ là cơ sở nhân ái đầu tiên. Ý tưởng hay lắm. Tôi sẽ hết sức ủng hộ cái quỹ này. Cảm ơn anh nha. Anh ơi, cho thêm một tô xíu quách bự nha. Anh mà cũng biết ăn xíu quách nữa hả? Sao lại không? Nè, đừng có tưởng tôi là Việt Kiều mất gốc hay là công tử bột mà không biết thưởng thức món ngon của quê nhà nha. Tôi nghĩ vậy đó. Để... Thì bữa nay tôi đi xe đạp với anh đó. Anh làm tôi nhớ tới chị ba tôi quá. Chị ba? Ý của cô là tôi giống chị ba của cô đó hả? Xíu quách đây rồi. Cảm ơn. Dạ. Nè, thử nha. Chấm nước chấm tôi pha coi có được không. Nè, chỗ này nè. Sao anh lại ngủ ở dưới này vậy? Anh muốn chờ em về. Anh có thể hứa với em một chuyện được không? Em nói đi. Nếu có một ngày Lam tiếp tục phạm sai lầm nghiêm trọng, chuyện bao che như vừa rồi sẽ không xảy ra nữa. Không phải là em muốn trả đũa những gì Lam đã làm và gây ra cho em, nhưng nếu cứ tiếp tục bao che cho Lam thì chúng ta đang hại Lam thôi. Anh hiểu. Anh hứa với em sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ đứng về phía em. Nói được là phải làm được đó nha. Như vậy là em hết giận anh rồi đúng không? Mai anh phải bao em ăn sáng, trưa, chiều, tối luôn đó nha. Ok, không thành vấn đề. Anh cảm ơn em đã kể cho anh nghe một câu chuyện cười rất thú vị vào sáng nay nha. Anh mà còn cười nữa là anh em mình sẽ không có anh em gì với nhau đâu đó. Anh xin lỗi, anh không giỡn nữa. Thật sự anh không thể nào nhịn được cười, là vì trong sự tưởng tượng của mình em giống như là chị ba của em ấy vậy. Anh đúng là. Nhưng mà nè, anh nói thiệt nha, bộ em để ý người ta hay sao mà em mất ngủ vì mấy cái lời nhận xét của người ta vậy hả? Anh, em á, đàn ông như vậy, đẹp trai như vậy, vậy mà bị người ta so sánh là chị ba của người ta, làm sao mà không nghĩ được. Thì em đi hỏi thẳng đi. Hỏi thẳng là em nghĩ như thế nào mà trong đầu của em nghĩ anh là một người phụ nữ chứ không phải là một người đàn ông. Bây giờ anh quyết tâm gây sự với em đúng không? Gây sự cái gì? Anh nói nghiêm túc đó. Nguyên tắc trong cuộc sống này là cái gì mình không biết là mình phải hỏi. Bây giờ em đi hỏi đi. Tại sao mà em nghĩ anh là một người phụ nữ?
Dạ thưa anh, chị Phương Khanh đã tới à? Ừ, cảm ơn em. Dạ. Mời chị ngồi. Ừ. Chúng ta coi như là chỗ quen biết, nên là tôi không ngại để chia sẻ thẳng thắn. Công ty của tôi tuy là quy mô không lớn, vậy là rất mới ở thương trường này. Cho nên khi mà chị tham gia với chúng tôi, nghĩa là chị sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến rất là khó khăn. Tôi không ngại khó khăn, chỉ sợ là không có cơ hội để khẳng định mình thôi. Nơi này tuy là không có nhiều cơ hội, nhưng sẽ không có một thành viên nào ở đây thiếu cơ hội cả. Như Nam đã nói thì chúng ta cũng là chỗ quen biết, cho nên tôi cũng muốn chia sẻ thẳng thắn về chuyện ở công ty cũ. Thật ra thì chuyện của chị tôi cũng tình cờ nghe qua. Vậy có nghĩa là hoan nghênh chị lên tàu. Cảm ơn Nam. Chuyện công này coi như đã xong. Vậy tôi có thể trao đổi với chị một số chuyện hơi mang tính cá nhân một chút có được không? Cá nhân hả? Nè, giữa tôi và chị có điểm nào giống nhau vậy? Hả? À, là do hôm qua tôi có đi cùng với Minh, và cô ấy nói là tôi khiến cho cô ấy nhớ tới chị. Chị có hiểu không? Tôi là đàn ông mà cô ấy nói là tôi khiến cho cô ấy nhớ tới người phụ nữ. Thực sự điều này làm tôi rất là bối rối. Rồi rồi rồi, tôi hiểu rồi. Con bé này chắc là nó chỉ cảm thấy là có một số hành động hoặc là một số lời nói hay là việc làm nào đó mà chúng ta giống nhau thôi, chứ nó không có cố ý nói là cậu giống phụ nữ đâu. Hay là bây giờ cậu kể cho tôi nghe đi, là ngày hôm qua hai người đã đi đâu, làm gì và nói những cái chuyện gì, kể chi tiết vô. Vậy tôi sẽ kể nha. Nhớ tôi sao không gọi cho tôi? Thì em sợ có người không bắt máy của em đó. Ai thì có thể không bắt, nhưng riêng con nhỏ này á thì luôn bắt, dù bất kỳ giờ nào và bất kỳ ở đâu. Em ước gì câu nói đó sẽ được chuyển thành ai thì từ chối, chứ không bao giờ từ chối Út Minh. Dù cho là chuyện gì đi nữa cũng sẽ chấp nhận. Tính gài bẫy tôi hả? Đừng có mơ ha. Em đâu có gài bẫy gì đâu. Em chỉ muốn tụi mình là người một nhà, thì chúng ta có thể sống với nhau dưới cùng một mái nhà. Chuyện nó sẽ xảy ra, nhưng mà không phải bây giờ. Sao vậy chị ba? Đây là thời gian mà chị cảm thấy là mình cần phải làm gì đó, để một lần nữa mình cảm thấy sự tồn tại của mình trong mắt ba. Bao nhiêu năm qua, cái cách mà chị trốn tránh và chấp nhận đã khiến cho chị càng lúc càng biến mất. Chị muốn được quay lại. Dạ, em hiểu rồi. Giỏi, tối nay cho ăn ngon. Dạ. Đi. Rồi sao? Rồi ông có quyết định chưa? Cuộc đời mà, đôi khi nó có những cái chuyện mà thời cơ nó đã qua rồi, không bao giờ quay trở lại. Ông cứ suy nghĩ đi, cho chín chắn vào, rồi có gì báo cho tôi. Nhưng mà đừng có lâu quá nha. Thôi được, vào cuộc họp cổ đông lần tới sẽ tiến hành. Đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời bạn. Chị à, mình cứ lơ cô ta luôn hả chị? Dù sao thì cô ta cũng là đồng nghiệp mà. Thì em thích thì cứ qua lại với cổ đi. Nhưng mà qua lại với bên đó rồi á thì đừng có qua lại với tụi này nữa. Đúng rồi đó, trắng là trắng, đen là đen, không lẫn lộn với nhau được đâu. À thì em chỉ hỏi vậy thôi, chứ có ý gì đâu. Thật ra em thấy anh Khang
với cô ta thân với nhau, cho nên em thấy sợ thôi hả? Sợ cái gì mà sợ. Anh Khang á, đâu có lưu luyến gì cổ đâu. Chẳng qua thấy hoàn cảnh cổ khó khăn nên mới tuyển cổ vô làm thôi. À, ủa sao vậy em? Có chuyện gì vậy? Ờ, không có gì. Em đưa anh đi gặp anh Khang. Em xưng hô vậy anh có thấy ngại không? Tụi mình là bạn bè mà, bây giờ sắp sửa thành đồng nghiệp nữa. Anh thích xưng hô như vậy hơn là tôi này tôi kia. Mình đi. Anh. Chào anh. Xin chào anh. Hoan nghênh anh gia nhập ngôi nhà lớn này. Cảm ơn anh. Xin mời. Cảm ơn ngôi nhà lớn này đã chấp nhận một kẻ bị thị trường bỏ rơi như tôi. Anh đừng có nói như vậy. Nếu không phải vì anh lấy lại công bằng cho chúng tôi thì anh đâu phải rời khỏi công ty Thế Kỷ, và đâu có bị họ bôi nhọ thị trường. Thôi, hai người khách sáo quá. Nếu như vậy thì mỗi người mời một bữa đi. Vậy là thực tế nhất. Được. Vậy bữa trưa nay tôi mời ha. Ok, vậy bữa tối tôi mời. Nhưng mà mọi người phải chờ tôi thêm 15 phút nữa, tại vì tôi còn một số việc đang dở dang. Thôi đi ăn trưa đi rồi về làm tiếp. Anh làm sếp mà không chịu ăn, nhân viên ngoài kia không ai dám đi ăn hết á. Em nói vậy thôi chứ anh thấy mọi người đi ăn hết rồi mà. Chị Hai vẫn còn ngoài đó mà. Ờ Hà hả? Ờ cô ấy thường thì không có ăn trưa, tại vì cô ấy hay đem cơm nhà tới. Anh có biết không, mọi người trong phòng dự án đang cô lập chị Hà đó. Em nói cái gì? Vì chuyện quá khứ của chị ấy. Anh biết rồi, anh cũng thiếu sót trong chuyện này. Cảm ơn em đã cho anh biết. Vậy anh định giải quyết chuyện này ra sao? Ờ tôi có một cách, nhưng có lẽ phải nhờ Hưng giúp tôi một tay. Trả trời lẹ lên. Lấy báo trả ra đi mấy đứa. Nhanh lên, nhanh lên. Lên nè. Tôi ngồi kế với coi. Nhờ bơm lê táo lụ bây giờ hả? Chất bảo quản không à. Cho nên hả, ba cấp ổi mía ghim này lên giá dễ sợ. Có như đây thôi mà gần cả 100 ngàn. Thì đúng rồi. Xét về hình thức á, thì mấy trái này không có đẹp bằng bơm lê táo lụ. Nhưng xét về vitamin C á, thì cái này nhiều hơn mấy trái bơm lê táo lụ rất là nhiều. Giờ ai thèm ăn mấy trái đó nữa. Tối nay mình đi xem phim đi. Hôm nay thứ tư, được giảm giá. Ừ, vậy em đặt vé đi ha. Dạ. Ủa, anh Khang với chị Hân. Anh trái cây với tụi em nè. Dạ. Thôi mọi người tự nhiên đi. Dạ. Đợi lấy hồ sơ nha. Dạ. Ăn đi ăn đi. Ăn đi mà. Dạ. Dạ. Chị Hà. Ngon hả? Sao không ăn trái cây với mọi người đi? Tôi ăn rồi. Chị không cần phải xưng hô với em vậy đâu. Chị không cần phải giấu chuyện chị là chị họ của em đâu. Mọi người trong công ty á, không ai chịu để ý đến chuyện này hết á. Bác Phong với bác Thành nói là tối nay chị qua nhà em ăn cơm tối nha. Tại bác nói là chị là chị họ của em à, cũng giống như con cháu trong nhà thôi à. Nhớ nha chị. Nếu mà con cháu phải qua nhà chơi thường xuyên mới được á. Nhớ nha. Bác Phong á là em quá chừng luôn. Tại vì á, bác nói là không cho bác biết chuyện chị vô công ty làm. Chứ bác đâu có biết là chị không muốn thiên vị, cho nên mới không nói cho em biết chuyện này đâu. Đã vậy chị còn nói là không biết anh Khang nữa chứ. Hân ơi, qua đây coi nè. Nghe gì không? Dạ. Nhớ nha, nhớ tối qua nhà ăn cơm nha. Chị họ đó. Vậy bây giờ mở bán trái cây ha. Mời đi. Nè. Ủa sao có 4 đứa mà tụi em mua nhiều trái cây quá vậy? Hà ơi, qua ăn trái cây với tụi chị nè. Dạ. Chị Hà, qua đây ăn đi chị. Dạ, đúng rồi đó chị. Qua đây ăn trái cây với tụi em nè. Qua lẹ lên. Qua ăn trái cây với tụi em đi chị. Qua đây ăn trái cây với tụi em nha. Đi qua đây ăn với chị. Chị đi. Chị ăn xoài nha, em chấm muối cho chị rồi đó. Em cảm ơn. Chị có thích xem phim không? Có. Ê Thuận,
đặt vé ngày mai 5 vé nha. À, nhưng mà hôm nay mới giảm giá mà. Ngày mai, phải đi ngày mai để cho chị Hà đi chung nữa. Ừ. Phòng mình có 5 người à, phải đi chung cho nó vui. Với lại có thêm tình đoàn kết đúng không? Ờ đúng rồi, đặt vé ngày mai nha. Rồi rồi, mai em đặt 5 vé ha. Dặn nữa không? Dặn gì nữa không? Tụi em đi. Chị ăn đi chị. Dạ. Ngồi xuống đi. À, chị, muối nè chị ăn đi chị. Ăn đi chị. Yeah. Phải công nhận kế của anh Triết hữu dụng thiệt á. Cũng phải nhờ em dưỡng sức quá tốt nữa chứ. Ừ. Cảm ơn em. Có gì đâu mà cảm ơn em. Thời gian gần đây á, xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Em không muốn anh phải bận tâm thêm nữa. Cảm ơn em. Đây là công ty mà. Kệ. Chà, hai đứa đây thì may quá. Sao quả sắp đụng tới trái đất rồi kìa. Ủa, có chuyện gì vậy? Sắp tới sẽ có một công ty nữa đấu thầu dự án trung tâm thương mại Á Châu. Đó là công ty Hoàng Mỹ. Có một công ty nữa đấu thầu với mình cũng là chuyện bình thường mà. Ủa, công ty này thực lực mạnh lắm sao? Sao em nghe tên này lạ quá vậy? Một công ty mới toanh, thực lực thì chưa biết, nhưng vấn đề ở chỗ là toàn người quen ở bên đó. Người quen? Nghe nói đâu tổng giám đốc công ty bên đó là con trai của bác sĩ đang chữa mắt cho Phương Minh, và cũng là em họ của cố vấn pháp luật mới bên công ty chúng ta. Và đặc biệt là kiến trúc sư của nó chính là Khanh. Là Khanh sao? Vậy bác Phong đã biết chuyện này chưa? Biết rồi, nhưng mà không nói gì hết. Để tôi cho. Dạ. Nhiều quà quá. Mấy đứa nhỏ hôm nay tha hồ mà nhận quà nha. Tại vì mấy bữa trước em bận quá, không có đến thăm tụi nó được. Bữa nay em bù lại. Vậy mình đi luôn đi. Nhưng mà em không ở qua ngày mai được. Tối nay em phải về lại Sài Gòn rồi. Ủa gì hả? Ừ. Anh xin lỗi. Và mình nữa. Mình đúng là không ra gì. Không phải tại anh hai, cũng không phải tại Hân. Tất cả là tại mình. Tại mình đã quá mềm lòng với Lam và tự ái khi bị nghi ngờ. Cho dù bất cứ lý do gì thì tụi anh đã sai rất trầm trọng. Điều duy nhất tụi anh muốn bây giờ đó là tụi anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, đánh đổi bất cứ điều gì để chuyện vừa rồi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của ba chúng ta. Chuyện ở đâu có khó, chỉ cần chúng ta quên đi là được mà. Vậy có phải là đã đến lúc về nhà rồi đúng không? Giờ thì chưa đâu. Em, mọi người á mong Khanh về lắm. Tối hôm qua bác Phong nói với anh Khang á là kêu Khanh về đó. Bà nói tối nay em về nhà gặp ba đó. Ừ, em sẽ về gặp ba. Còn chuyện về nhà thì mình và anh Khang sẽ làm tất cả mọi chuyện để Khanh về nhà. Mình không cần mọi người làm gì cho mình đâu. Chỉ có điều là nếu mà lúc này mình về nhà sẽ rất bất tiện cho công việc của mình và của mọi người nữa. Em thật sự muốn cùng Hoàng Mỹ cạnh tranh đấu thầu với An Phát dự án trung tâm thương mại hay sao? Chỉ đơn giản là công việc thôi. Cứ xem đây là dịp để em kiểm tra năng lực thực sự của mình. Không có liên quan gì tự ái hay giận hờn đâu. Thôi, em có việc phải đi rồi. Em có cuộc họp quan trọng, em đi nha. Tối nay em có về nhà không? Em sẽ về, nhưng không phải lúc này. Khanh, thank you.
rồi, cầm luôn. Rồi, đưa quà lên hết nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hát bài Vòng tròn có một cái tâm nha. Yeah. 2, 3. Vòng tròn có một cái tâm. Cái tâm ở giữa vòng tròn. Đi xa cho đều cho thấu hiểu. Để vòng tròn kéo tình vuông. Vòng tròn có một cái tâm. Cô không sao chứ? Không sao. Vòng tròn có một cái tâm. Cái tâm ở giữa vòng tròn. Đi sao cho đều cho khéo. Để vòng tròn đừng méo đừng vuông. Cảm ơn anh. Em hôm nay được lãnh quà vui quá ha. Vui quá. Đáng lý ra hôm nay tôi có rủ hơn đi nữa, nhưng mà cô ấy bận. Cũng nhờ biết Hân mà tôi mới biết là cô và Hân là mạnh thường quân mới của trại trẻ. Anh đã kể tôi nghe rồi. Hôm đó hình như Hân đang đi tìm cô. Tôi thấy là Hân rất thất vọng khi mà không tìm được cô. Có gì muốn nói thì anh cứ nói thẳng ra đi. Con người tôi không ngại tiếp thu ý kiến của người khác đâu. Cô có biết không, hồi tôi 10 tuổi, ba má tôi bị mất. Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi bơ vơ. Tôi lang thang đầu đường xó chợ. Gần một năm trời, tôi mới được đưa về trại trẻ này. Câu chuyện buồn thật á, nhưng mà kết thúc thật là có hồng. Nhưng mà cuối cùng thì đứa trẻ đó cũng có một gia đình. Một thứ quý giá mà đổi với nó có thể đánh đổi bằng mọi thứ. Và nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, người ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Anh nghe kể là tôi đã nghỉ việc và dọn ra khỏi nhà. Và anh nghĩ là tôi đang từ bỏ gia đình của mình hả? Thực sự tôi không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi nghĩ đã là người một nhà với nhau thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Đúng. Đáng lẽ là tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Nhưng mà thay vì như vậy, chúng tôi lại che đậy và làm cho mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Tôi chưa bao giờ rời bỏ gia đình của mình hết. Nhưng mà đôi khi thì chú chim nhỏ cũng phải bay ra khỏi tổ để xem bầu trời cao và rộng ra sao. Nhưng mà có một điều chắc chắn là nó sẽ quay về. Tự nhiên tôi lại muốn vẽ. Vẫn có vài bức tranh chưa hoàn thành. Vậy thì vẽ thôi. Chủ đề gì đây? Chủ đề gia đình đi. Quá được. Xong. Anh làm gì vậy? Cô ở đây thử đi. Nhìn góc độ này á, nhìn lạ lắm. Được hả? Cô thấy sao? Đẹp đúng không? Công nhận là nhìn ở góc độ này á, nhìn khác thiệt. Đẹp quá chừng à. Dễ thương ghê. Không được. Em đi với anh. Em không để anh đi một mình như vậy được. Vậy đi, chị sẽ lên xe ngồi với Minh, tôi sẽ đi với anh Khang. Hai người nhớ trở ra bình an cùng với Khanh đó nha. Anh biết rồi.
điện thoại em đây. Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau bằng cách gọi điện thoại suốt. Ngoài này nếu mà có chuyện gì thì hai người cứ la lớn lên. Còn nếu nghe cuộc đối thoại của chúng tôi với tụi bắt cóc mà không thành công á, thì lập tức báo công an, nhớ chưa? Dạ, tụi em biết rồi. Nghe thử đi, hai người nghe thử nói chuyện với nhau coi. Alo. Alo, anh nghe không? Rõ không? Dạ, em nghe rồi. Ừ. Ok. Anh cầm điện thoại của em để liên lạc với bọn bắt cóc. Anh hai, anh phải cẩn thận nha. Đi. Có ai không? Chúng tôi mang tiền đến rồi. Có ai ở đây không? Có ai không? Có ai không? Chúng tôi mang tiền đến rồi. Quái lạ, không thấy ai cả. Nhảy lên. Chạy đi Minh. Cẩn thận đó. Chạy. Đi đâu hả? Minh làm cái gì vậy? Anh ơi, ngoài đó có chuyện rồi. Đi hả? Thả tôi ra. Mày làm cái gì vậy? Đứng yên ra. Dừng lại. Đứng lại. Mày làm gì vậy? Tụi mày thả người đi. Tao mang tiền đến rồi nè. Bỏ túi tiền lên xe. Quay người lại và quỳ gối xuống đó. Còn chần chừ hả? Đâu giết hai nhỏ này luôn bây giờ. Được rồi. Quỳ gối xuống. Quay người lại. Nhanh lên. Sao không bốc máy vậy? Thiệt tình à. Cô đã an toàn rồi hả? Nam đâu? Anh nói gì vậy? Thì cô bị bắt cóc. Rồi mọi người đem tiền để chuộc cô về. Tôi bị bắt cóc hồi nào? Có chuyện rồi. Có việc bận ở tòa án nên đã tắt điện thoại. Đến 5 giờ xong công việc thì tôi mở điện thoại ra, phát hiện được 10 cuộc gọi của Nam và một tin nhắn có ghi là Khanh đã bị bắt cóc và mọi người đang đem tiền để chuộc quái về. Đưa tôi coi cái điện thoại. Mọi người là ai? Dạ, có thể là anh hai, em gái út và bạn thân của tôi. Tôi đã cố liên lạc với họ từ chiều nhưng mà không được. Bữa nay cô có đi đâu không? Tôi có xuống Vũng Tàu để thăm trại trẻ mồ côi, sau đó là quay về liền à. Không ai điện thoại gì cho cô hả? Không có ai gọi gì hết. Tôi được rồi. Cậu Hoàng, lấy thông tin những người mà cô Khanh vừa nói, xác minh tung tích của họ. Dạ. Xin mời cô. Dạ. Anh thấy sao? Hiện giờ thì chưa nói được gì. Trước mắt thì cần phải lấy thông tin của mọi người trước đã.
Yên tâm đi, dù có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho họ. Cảm ơn anh. Thôi, để tôi xuống pha cái gì cho mọi người uống. Khanh à, hay con gọi hỏi coi có tin tức gì chứ con? Dạ. Sao không có ai trả lời hết trơn vậy? Đang rối thì tâm trạng đâu mà bắt máy. Nè, ê, đi qua với người ta đi. Đây là cơ hội của anh đó. Nè, đây không phải là lúc để nói móc nha. Tôi nói móc cái gì? Con của chị ấy đã xảy ra chuyện. Mà lúc này cháu Kiệt thì đang chạy lo ở bên ngoài. Cho nên chị ấy rất cần có một người ở bên cạnh. Nhưng mà tôi không thể nào bỏ mặc cô ba được. Yên tâm đi, chị Thanh á, có tôi, có Khanh với anh Phong lo rồi. Đi. Cô Kiều nói phải đó cậu. Anh Nam cũng vì nhà mình mà ảnh hưởng quá nhiều chuyện rồi. Cậu qua bển coi thử coi làm sao. Đúng rồi đó. Đi. Vậy thì con ở nhà coi chừng mẹ con nha. Có gì thì báo cho cậu hay. Nè, đổ nước cam vô pha cho mẹ con đi. Để tôi. Con à, có tin gì chưa con? Dạ, con cũng mới gọi điện cho anh Kiệt. Anh với mấy anh trong đội điều tra đang qua đây. Con cũng mong là có tin tốt. Cô cũng mong là như vậy. Đây, để con làm cho. Lấy cho anh ly nước, để anh uống thuốc nhức đầu. Ba uống đỡ ly nước cam đi, rồi con bấm huyệt cho ba. Vậy sẽ tốt hơn là uống thuốc giảm đau. Lấy nước đi. Dạ. Con mời ba. Nghe nói đã từ chối về nhà tối nay. Dạ. Con... Chuyện cũ bỏ qua hết đi. Bắt đầu từ ngày mai về nhà rồi đi làm lại. Sao lại im lặng? Dạ thưa ba, con nghĩ là thời gian này con cứ ở ngoài và làm việc ở công ty hiện tại của con, vậy sẽ tốt hơn. Con ra ngoài đi. Anh à, Kiệt với mấy chú công an tới rồi đó. Hưng, em có sao không vậy? Hưng à. Hưng à. Hưng.
có sao không? Minh, em có sao không vậy? Minh, em có sao không? Nam, cậu không sao chứ? Nam nữa, mọi người không sao chứ? Nam à, Minh, tỉnh lại đi Minh. Nam. Nam à, cậu không sao chứ? Em không sao. Xin lỗi cậu nha. Tự nhiên vì chuyện em gái tôi mà phải liên lụy tới cậu. Em tự nguyện mà. Hồi nãy em, em nhìn thấy Lam. Em nói cái gì vậy? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, em đã thấy Lam đi đến đây cùng với một gã nữa. Lúc đó anh cũng thấy mà. Lúc đó em thấy anh đang mở mắt mà. Ừ, anh cũng thấy có hai người, nhưng mà lúc đó mơ mơ màng màng, anh không nhìn thấy rõ nữa. Hình như là họ còn bịt mặt nữa. Em chắc đó là Lam. Nè, Lam là ai vậy? Cuộc gọi điện thoại cho chị. Chị mới chính là mục tiêu chính của họ. Cô ta là kẻ thù của chị sao? Chúng ta có thể thoát khỏi đây không? Minh, Minh à, Minh, Minh, Minh à, Minh à, Minh, Minh à, Minh về nhà đi chị. Minh, Minh về nhà đi. Tỉnh dậy đi Minh. Minh à. Minh, Minh ơi. Minh, em sao rồi? Minh, Minh à. Minh, nó sốt lắm anh ơi. Mình sốt lắm. Cứu tôi. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi. Cứu người. Cứu người dây. Có ai không? Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Có ai không? Cứu em gái tôi đi. Cứu tôi. Cứu người. Cứu tôi. Có ai không? Có ai không vậy? Cứu tôi dây. Cứu người. Hiện giờ chúng tôi chỉ mới xác định được nơi ở cuối cùng của cả bốn người cùng xuất hiện. Đó chính là Ngân hàng Quốc tế. Và cậu Khang đã rút 1 tỷ tiền mặt ở đó. Vậy có nghĩa là tụi nó thật sự đi đưa tiền chuột? Ừ, đó là một khả năng. À, phải rồi. Khi chúng tôi rà soát các cuộc điện thoại đã lấy từ điện thoại của cô Hân, có 2 cuộc gọi đến và đi với số máy của cô. Sao cô nói là họ không liên lạc với cô? Lúc đó cô Hân nói gì? Hay cô có nghe được chuyện gì đáng ngờ không? Tôi không hề gọi điện thoại cho Hân. Sao lạ vậy? Thông tin từ tổng đài thì không thể nhầm lẫn được. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không? Đây không phải điện thoại của tôi. Cứu! Cứu tôi với! Làm ơn cứu em gái tôi đi! Cứu tôi! Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Alo? Mày! Mày tới mày đón người giùm đi! Con nhỏ đang sốc rung lên kìa! Tao chỉ phụ trách bắt người thôi. Tới thanh toán nữa tao còn biến nữa. Mày nói ai bị sốt? Thì cái con nhỏ tao với mày bắt kèm chứ ai. Nó có sao không? Mày đã mua thuốc cho nó uống chưa? Mày điên hả? Ở đây đồng không mông quạnh à. Thuốc đâu mà mua? Mày đem 3 người đó thả hết đi. Để con quỷ cái đó lại cho tao thôi. Mày điên sao kêu thả? Tự nhiên giữ con nhỏ kia lại. Rồi mày chẳng khác nào nói cho công an biết, để công an tập trung cho con nhỏ đó hả? Alo. Alo. Mày nói cái gì đi? Mày thả hết đi. Mày nói cái gì? Tao nói là thả hết đi. Tao nói cho mày biết, vụ này mà thất bại tao vẫn lấy tiền bình thường, nghe chưa? Yên tâm, tao sẽ trả tiền cho mày không thiếu một xu. Thu dọn đi rồi biến.
Dạ. Còn đám này thì sao? Thì bây giờ chừng nào mình đi xa rồi, báo công an đến thả tụi nó. Nè, nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để lại dấu tích gì hết nghe chưa? Sạch sẽ rồi. Vậy thôi, biến đi. Dạ, dạ. Anh, anh, nằm im. Anh nằm im đi. Để em cởi trói băng răng của em thử coi có được không. Minh à, ráng lên, ráng lên Minh. Được chưa anh? Ừ, được chứ. Cởi trói giùm em. Nhanh lên, gọi trói cho em. Minh ơi, Minh, Minh ơi. Minh à, Minh à, Minh. Minh ơi, em ráng lên nha. Minh à, Minh, Minh à. Minh ơi, Minh à. Minh à. Minh sốt lắm anh ơi. Hân, cái môi của em có sao không? Không sao đâu, lo cho mình trước đi. Mình sốt lắm rồi. Bây giờ anh sẽ đi ra ngoài đánh lạc hướng tụi nó. Nam, cậu hãy đưa Hân và Minh rời khỏi đây nha. Rồi, ok. Nhưng mà như vậy nguy hiểm lắm anh ơi. Bây giờ không còn thời gian để tranh cãi nữa đâu. Hãy làm theo lời của anh đi nha. Được rồi, anh đi đi. Minh ơi. Minh à, Minh. Tôi đã nói không biết là không biết mà. Lam ráng nhớ cho kỹ đi. Bây giờ Lam là hy vọng duy nhất đó. Lúc mà Lam đang ngồi nhìn ra thì Lam phải thấy kẻ đã đụng mình ở cửa hàng chứ. Thật sự lúc đó Lam không có thấy cái gì hết đó. Lam chỉ lơ đãng nhìn ra cửa thôi à. Ráng nhớ đi. Tôi được rồi. Mọi người cũng đừng có nản. Chúng ta sẽ quay lại đó nói chuyện với những người ở trong nhà hàng. Biết đâu sẽ có người thấy kẻ đánh tráo điện thoại của Khanh. Vậy có tìm ra được manh mối trong chiếc điện thoại bị tráo không vậy? Bọn chúng rất xảo quyệt. Trên chiếc điện thoại thì có dấu vân tay của cô Khanh. SIM thì SIM rác, điện thoại thì điện thoại mới. Hoàn toàn không có dữ liệu gì phục vụ cho công tác điều tra. Đã tìm thấy bọn họ rồi. Ở đâu vậy anh? Đang cấp cứu ở bệnh viện Xuyên Á. Cảm ơn anh, tôi xin phép. Sao cô biết cô Khanh ở Vũng Tàu mà rủ đi ăn vậy? Nhà tôi có một căn biệt thự ở Vũng Tàu, cho nên tôi thường xuyên xuống dưới đó chơi. Đó là chuyện của cô. Ý tôi hỏi là làm sao cô biết cô Khanh đang ở Vũng Tàu mà rủ đi ăn? Trước đó tôi làm một số chuyện để Khanh giận tôi, cho nên tôi gọi điện thoại để xin lỗi. Nào ngờ Khanh cũng ở Vũng Tàu, cho nên tôi rủ Khanh đi ăn. Chỉ vậy thôi à. Còn hỏi gì nữa không? Tạm thời thì không.
Dạ, cô chào bác. Con có sao không? Dạ, con không sao đâu à. Chỉ là có thêm miếng băng sau gáy thôi à. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Con đã giúp đỡ mấy đứa nhỏ nhà bác. À, con đã gặp mẹ con chưa? Mẹ con đã lo lắng cho con suốt cả đêm đó. Dạ, con vừa ở chỗ mẹ con xong mà. À, Khang và Hưng, sao rồi hả con? Dạ, anh Khang thì chỉ bị thương ngoài da thôi. Còn Hân? Chị Hân thì tình trạng nặng hơn so với mọi người. Dạ, bác sĩ nói là có thể là lúc bị bọn bắt cóc giật tay ra sau để trói lại, khiến cho bị trật khớp xương và rách cơ vai. Trời đó. Bây giờ đang nằm ở phòng cấp cứu để chờ phẫu thuật. Con à, bác nhờ con coi chừng Minh giùm bác. Bác qua phòng cấp cứu sẽ quay lại liền. Con dạ, đừng đi đâu nghe. Dạ. Cảm bác ơn cứ để con. Mình ở đây con chăm lo được rồi. Bây giờ em cứ ngủ yên đi. Sau khi tỉnh lại, chúng ta sẽ có chuyện để nói đó. Hân. Em có sao không? Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với bạn tôi một chút. Dạ. Hân à, bác sĩ nói tay của em sẽ bị yếu một thời gian. Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Em sẽ không bỏ qua đâu. Hân à, em bình tĩnh lại đi. À, mọi người đến đúng lúc lắm. Tôi muốn tố cáo. Tôi biết kẻ nào đã tổ chức bắt cóc. Cô nghi là ai? Tôi không nghi ngờ. Tôi khẳng định đó chính là Thiên Lam. Tại sao cô lại khẳng định là cô ấy? Tôi khẳng định. Chính anh Khang cũng nhìn thấy. Có chuyện đó hả? Thật sự là lúc đó tôi có nhìn thấy hai người, nhưng mà thật tình là tôi không nhận ra gương mặt cũng như hình dạng của họ. Anh lại cố tình bao che cho con người đó sao? Hân à, thôi được rồi, không cần phải anh nhìn thấy. Một mình em nhìn thấy cũng đủ rồi. Cuộc gọi điện thoại đó cố tình là gọi cho tôi. Khi tôi đến Bình An, họ không để ý gì đến tiền chuộc mà chỉ bắt tôi. Nhiều đó cũng đủ thấy tôi chính là mục tiêu chính. Chuyện bắt cóc chỉ là cái bẫy để dụ tôi đến thôi. Và cái người đó luôn muốn hại tôi. Cô ta cùng bạn của cô ta cố tình chạy xe tông thẳng vào tôi, nhưng mà bạn cô ta đứng ra lãnh hết mọi tội lỗi. Sao nghe quen quen vậy ta? Ủa? Nè, hôm qua có cơ hội ghi bàn thắng với người ta mà, sao hôm nay nhìn thê thảm quá vậy? Đang không vui, không có tâm trạng nói chuyện. Sao lại không vui? Bộ hôm qua lỡ lời với người ta hả? Có nói được câu nào đâu lỡ lời. Là sao? Thì tôi đến nhà định an ủi động viên. Ai ngờ cô ấy nói là cô ấy muốn được yên tĩnh. Nói tôi là cứ ngồi ở ngoài chơi, rồi cô ấy đi vô phòng. Tôi ngồi ở ngoài đợi ở phòng khách cả đêm. Mệt quá ngủ thiếp đi.
chưa tỉnh dậy á, cổ đi mất tiêu. Trời đất. Nè, cô mà dám cười á là có chuyện lớn đó nghe. Tôi cũng muốn cười lắm, hên cho anh á là tôi cười không nổi. Lo cho con Lam hay gì? Lo cho con Lam, cả con Hân nữa, tất cả hai đứa đều xảy ra chuyện. Chỉ sợ lần này thật sự là có chuyện lớn rồi đó. Tội nghiệp cho anh hai. Hồi xưa thì phải đứng giữa hai người mẹ, rồi bây giờ phải đứng giữa hai đứa con. Mà cũng tại ảnh hết á, yêu người này mà lấy người kia làm chi? Để rồi mọi thứ phải trái ngang như bây giờ. Đàn ông có mấy người á, chỉ đem đau khổ lại cho phụ nữ thôi à. Bực bội. Trời đất, ủa liên quan gì tới tôi? Dạ thưa bác, cô Lam đang ở cơ quan công an để cho lời khai. Tại vì em họ của cậu Kiệt là nạn nhân của vụ này, cho nên cháu đã tìm luật sư khác cho cô Lam rồi. Ca phẫu thuật sao rồi? Dạ, ca phẫu thuật cũng mới vừa xong, kết quả rất tốt ạ. Bác sĩ nói sau này chỉ cần tập vật lý trị liệu là có thể khôi phục được hoàn toàn. Ừ, vậy thì tốt rồi. À, thưa bác, bác gái cũng vừa mới gọi điện thoại về để hỏi thăm tình hình. Bác nói tối nay bác sẽ từ Hồng Kông bay về. Ừ. Mời vào. Chào anh. Thôi, cậu về làm công việc của mình đi. Dạ, cậu xin phép ạ. Mời anh ngồi. Tôi nghĩ thời gian tới anh nên dành nhiều thời gian cho con Lam đi. Còn chuyện ở công ty anh cứ để tôi lo. Anh nói vậy là sao? Tôi muốn tổ chức bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Anh muốn vậy thật sao? Phải. Em tỉnh rồi hả? Em sao vậy? Em không sao chứ? Anh có thể đỡ tôi dậy không? Cảm ơn anh. Tôi đang ở đâu vậy? Em đang ở trong bệnh viện. Chúng ta đã chạy thoát rồi. Bác sĩ nói là em không sao, ngày mai có thể xuất viện được rồi. Vậy tôi đang hoàn toàn tỉnh táo và bình thường đúng không? Em đang hoàn toàn tỉnh táo. Vậy thì cách xưng hô kỳ lạ của anh nãy giờ không phải vì là tôi không tỉnh táo, mà tại do anh nói bậy. Anh bị chấn thương phải không? Đúng là anh bị thương ở đầu. Nhưng mà anh rất là bình thường, và anh biết rất rõ những điều anh nói có ý nghĩa gì. Anh thay đổi cách xưng hô như vậy là bởi vì anh muốn em làm bạn gái của anh. Anh rõ ràng anh có vấn đề rồi. Anh mau đi gặp bác sĩ đi. Nè, anh đi đâu rồi? Có ai không? Anh không biết là tại sao và bắt đầu như thế nào. Anh chỉ biết là đêm qua anh đã rất là đau lòng. Anh rất là lo sợ và nghĩ là sẽ mất em. Chưa bao giờ anh lại đau lòng và lo sợ đến như vậy. Và điều đó nói cho anh biết là anh đã tìm được một người con gái quan trọng nhất cuộc đời của anh. Anh thật sự muốn được chăm sóc cho em. Anh đừng có giỡn với tôi. Không ngờ tình cảm thật lòng của anh lại bị cho là đùa giỡn.
Em tỉnh rồi hả? Chị ba. Anh sẽ quay lại sao? Có chuyện gì vậy? Minh. Dạ. Dạ, không có gì chị ba. Anh Hai và chị Hân sao rồi chị? Không sao hết, nhưng mà Hân phải phẫu thuật một chút, cho nên là tối nay á, mẹ sẽ ngủ chung với Hân, còn chị qua đây ngủ với em ha. Hay quá, lâu lắm rồi em không được ngủ chung với chị ba. Nhỏ này, vậy thì có gì đâu hay. Canh. Hôm qua ở bệnh viện cả đêm sao? Mọi người vẫn ổn chứ? Mọi người vẫn ổn. Còn cô? Tôi rất là... Đưa cô vô nhà nha. Bây giờ mà mình đi, nếu lỡ như cô ta xảy ra chuyện gì thì sao? Sao anh còn ở đây? Vì tôi giúp đỡ cô, cho nên là tôi phải dời lại cuộc hẹn. Bây giờ cũng còn sớm, tôi ngồi đây chơi một chút, không được sao? Được. Anh ngồi thoải mái nha. Chết rồi. Cô có sao không vậy? Cô muốn uống nước hả? Để tôi lấy cho. Tôi muốn nấu cháo. Trời, cô như vậy làm sao mà nấu cháo được? Cái này gọi là nấu cô chứ không phải nấu cháo đâu. Đi ra ngoài đi, để tôi làm cho. Được không? Chuyện nhỏ. Đi đi. Đó, để tôi làm cho. Anh làm được không vậy? Hả? Được mà. Ôi da. Không có gì chứ. Tôi không có sao đâu. Mặc kệ tôi đi. Ôi da. Ôi.
Alo. À, em biết rồi, anh sẽ đến liền. Ờ, phải rồi. Giờ này chị hai cũng đang dọn dẹp bên nhà mình mà. Hỏi cái gì mà hỏi hoài vậy? Bây giờ có hỏi hàng trăm lần thì câu trả lời cũng chỉ như vậy thôi à. Mấy người thả tôi ra đi. Cô đã nói là cô ở nhà suốt đêm. Vậy tại sao camera giao thông lại quay được cái cảnh cô lái xe trên đường? Cái xe đó tôi cho bạn tôi mượn. Cho bạn mượn? Chúng tôi đã hỏi người giúp việc và họ nói là tối đó chính cô đã lái xe ra khỏi nhà. Ừ, thì tôi lái xe đó thì sao? Tôi lái xe đi vòng vòng hóng mát rồi về nhà ngủ. Có được không? Hóng mát? Ở đâu? Tôi không có nhớ. Tôi chỉ nhớ là đi vòng vòng thôi. Nhưng theo bức hình này thì cô đang lái xe về hướng nơi những nạn nhân đang bị nhốt. Mấy người làm sao vậy? Tôi lái xe ra chỗ đó chứ có phải là tôi lái xe từ chỗ đó ra đâu. Đó là bãi xe phế liệu, rất ít người lui tới. Và nếu cô đã tới đó, chắc chắn sẽ để lại vết bánh xe rất rõ. Thôi được rồi. Khi nào mà mấy người có chứng cứ đầy đủ thì hãy nói chuyện tiếp. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện tiếp mà. Cô vẫn chưa trả lời. Tối đó cô đã đi đâu? Tôi đã nói là tôi không nhớ. Được, chúng tôi sẽ chờ cho cô nhớ. Bác sĩ nói ca phẫu thuật của em rất thành công. Em cố gắng nghỉ ngơi và tập vật lý trị liệu một thời gian thì sẽ bình phục hoàn toàn lại. Anh vẫn giữ quyết định của mình là không khai ra hai cái đó là ai sao? Hân à, thật sự là anh không nhìn thấy rõ hai người đó là ai. Anh đã hứa với em là anh sẽ không bao giờ bao che cho cái đó nữa mà. Hân à, nếu vậy em với anh không còn gì để nói với nhau nữa hết. Anh biết tâm trạng của em hiện tại bây giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ nhắm vào em vô cớ khiến em bị tổn thương. Nhưng mà tội bắt cóc là rất nặng, anh buộc phải trung thực với lời khai của mình. Anh đi về đi. Hân à, anh không đi chứ gì? Em đi. Thôi được rồi, để anh đi. Mọi thứ đang vô cùng bất lợi cho cô Lam. Bên công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án. Nếu như tình hình xấu nhất, mức án sẽ là bao lâu? Là 10 năm. Không được, không thể nào được. Con gái tôi không thể ngồi tù được. Không cần biết, ông phải làm bằng mọi cách. Phải cứu nó ra ngoài, bất kể bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả hết. Bà bình tĩnh đi, bà làm như vậy chỉ rắc rối thêm, chứ không giải quyết được gì đâu. Tôi phải cứu con Lam, tôi muốn cứu con Lam mà. Nếu muốn cứu con Lam thì bà im lặng đi, để tôi làm việc với luật sư. Có cách nào giải quyết không vậy luật sư? Có một cách rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả để giúp cô Lam hoàn toàn thoát khỏi khởi tố. Cách gì? Luật sư nói đi. Hiện giờ căn cứ để kết tội cô Lam mạnh nhất chính là lời khai của cô Hân về vụ cô Lam đã xuất hiện chung với kẻ bắt cóc ở hiện trường vụ án. Ông hả? Thôi, luật sư về đi.
Sáng mai mình gặp nhau ở công ty. Chào anh. Dạ tôi xin phép. Dạ. Ông à, ông sẽ chọn đứa nào? Tôi sẽ tìm mọi cách để thuyết phục con Hân thay đổi lời khai. Nhưng với điều kiện, bà phải hứa cho tôi hai chuyện. Được, ông nói đi. Thứ nhất, từ đây về sau, bà với con Lam tuyệt đối không được làm điều gì hại tới con Hân hết. Vậy còn điều thứ hai? Thứ hai, đừng bao giờ bà gọi nó là đứa con quan nữa. Được, tôi hứa với ông. Bây giờ có một cách thuyết phục con Hân nhanh nhất là trước khi tôi đến gặp nó, bà hãy tranh thủ lúc nó ở chỗ chị Thanh, bà tới nói chuyện với nó trước đi. Sao? Ông muốn tôi hạ mình với nó sao? Chuyện thế nào á là do mình nghĩ cách mình làm thôi. Đây là đề nghị của tôi, còn muốn làm hay không á là chuyện của bà. Sao anh lại ở đây vậy? Anh đang rảnh nên mới đi lang thang, rồi quyết định đột nhập vào một nhà nào đó để ăn trộm. Nhưng mà xui đột nhập vào một nhà có cô chủ nhà xinh đẹp quá, cho nên bị trói chân ở đây luôn. Anh đó. Em cũng tưởng anh là người thật thà, ai về cũng miệng lưỡi dữ ha. Khai thiệt đi, sao anh vô nhà được vậy? Thật ra là sáng nay anh lên công ty làm thủ tục nhân sự, có gặp anh Khang mới biết được chuyện của em. Đến đây gặp em thì thấy Kiệt mở cửa. Nè, nói cho anh biết đi, xảy ra nhiều chuyện như vậy sao không báo cho anh chứ? Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, em sợ là em báo với anh rồi anh chạy về gấp không an toàn. Cho nên em mới hổng báo. Anh không cần biết, em làm cho anh buồn, cho nên anh sẽ phạt em. Phạt em hả? Ừ, phạt em. Bắt em ăn cháo của anh nấu. Anh nấu? Ừ, đừng có nhìn anh bằng cặp mắt đó. Anh nấu cháo không có ghê như ông Kiệt đâu. Nhưng có điều là anh không biết khẩu vị của em ra sao, cho nên anh chưa có niềm nếm. Giúp anh à. Chưa được à? Hân con. Dạ con chào bác. Sao rồi hả con? Tay của con bữa nay đỡ đau chưa? Dạ tay con đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi đau một chút thôi ạ. Bữa nay bác có hầm củ sen đậu đỏ với trứng hấp thịt cho con đó. Con ăn nhiều nha. Dạ, con cảm ơn bác. Hôm nay bác thấy tinh thần con thoải mái lại rồi. Nè, chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua, đừng có suy nghĩ nữa nghe con. Tinh thần có tốt thì sức khỏe mới mau hồi phục được. Dạ. Chào chị. Chào chị. Chị ngồi đi. Được rồi, cảm ơn chị. Tôi đến thăm bệnh mà hình như có người không thích thì phải. Hân à. Hân à. Dạ chào bác. Miễn cưỡng vậy. Chị, ông Trường nói cô ra giá đi, ông sẽ trả bằng mọi giá để cô xóa bỏ lời khai của cô và con Lam. Bác Trường không có nói như vậy đâu. Cô không thấy mấy ngày nay ông Trường không đến thăm cô à?
ổng đã chọn con Lam. Con ruột thì luôn luôn phải hơn đứa con vô thừa nhận như cô chứ. Chị Ngân, đừng nói vậy mà. Nếu cô là đứa thông minh thì hãy ngoan ngoãn nhận tiền và câm miệng lại, đừng làm thêm điều gì nữa. Nếu tiếp tục hãm hại con Lam, cô phải nhận cái giá rất đắt đó. Con à, con đừng để ý gì đến lời của bác ấy nghe. Có lẽ bác ấy lo cho Lam nên mới nói những lời khó nghe như vậy thôi. Nghe con. Của con nè. Dạ. Cứ nói chuyện đi, bác ra ngoài chờ, nghe con. Dạ. Alo. Tội ác đã được lặp lại. Ai đó? Nếu muốn biết sự thật về vụ bắt cóc của mẹ cô thì ngày mai hãy ra Vũng Tàu. Alo. Alo. Sau này anh sẽ sử dụng văn phòng này. Tôi sẽ cho người bên văn phòng nhân sự sắp xếp lại căn phòng này. Anh có thể làm việc vào tuần sau. Hiện giờ đang có rất nhiều công ty có thực lực cũng rất mạnh cùng tham gia đấu thầu dự án trung tâm thương mại. Theo tôi nghĩ có lẽ tôi phải bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ. Anh có thể sắp xếp tạm cho tôi ngồi đâu cũng được. Ừ, nếu vậy anh có thể làm việc trong ngày hôm nay cũng được. Tôi sẽ cho nhân viên sắp xếp dọn lại văn phòng này. Nhưng mà vậy thì còn anh? Tôi dọn nhà sớm hơn một chút thôi không sao. Vậy tôi cảm ơn anh nhiều. À, tôi có một việc này muốn bàn với anh nữa. Tôi muốn xin một người bên phòng dự án đi theo tôi. Chị Phụng, trưa nay với tối nay á, chị bao tụi em ăn đó nha. Ủa, sao tự nhiên tôi phải bao mấy cô mấy cậu vậy? Trời ơi, chị á, từ trợ lý giám đốc trở thành trợ lý phó tổng giám đốc. Phải rửa chức chứ. Đúng rồi. Chưa chắc vậy đâu em ơi. Tại vì sếp có thể tuyển người mới mà. Ở đây á, chị là người theo sếp lâu nhất. Chị không đi theo thì ai đi theo, đúng không? Đúng rồi á. Mà em đã thăm dò bên phòng nhân sự rồi, sếp chưa có tuyển dụng ai thêm hết á. Cái ghế đó là của chị là cái chắc rồi, chứ còn ai vô đây nữa. Nhưng mà trợ lý thì cũng chỉ là trợ lý thôi em ơi. Chỉ có thêm công việc chứ đâu có chức quyền gì đâu. Tụi em không có biết đâu. Chị phải rửa hoành tráng tụi em mới chịu, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Xin chào mọi người. À, dạ, em chào anh. Thông tin là tôi sắp chuyển đi phòng khác và có một giám đốc mới về để thay thế. Chắc là mọi người đã nắm hết rồi. Giới thiệu cho mọi người, đây là Lâm Minh Triết, sẽ là giám đốc mới của phòng dự án. À, xin chào mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc hợp tác ăn ý, kết hợp thành một đội nha. Giới thiệu với anh, đây là Phụng, trợ lý của tôi. Chào. Còn đây là Hào, Thuận, Trang và Hà. Chào mọi người. Do tính chất công việc cho nên anh Triết sẽ về đây phụ trách luôn ngày hôm nay. Cho nên là Phụng à, em cố gắng hỗ trợ tốt cho anh Triết nha. Dạ. Ủa, em tưởng chị Phụng sẽ đi theo sếp chứ. Đương nhiên là tôi phải dẫn theo một người. Nhưng mà dẫn theo một người nhiều kinh nghiệm và giỏi nhất ở phòng này á thì anh Triết sẽ buồn tôi lắm đó. Chắc chắn rồi. Mà tôi cũng không để anh làm như vậy đâu. Sếp. Vậy ai sẽ là người đi theo sếp vậy? Hả? Em sắp xếp đi, vào phòng mới trong ngày hôm nay luôn. Còn một thùng này nữa là xong rồi. Mình ăn trưa đi, rồi về làm tiếp. Vậy trưa nay cho em được mời anh nha. Tại sao? Em muốn cảm ơn anh đã cho em đi theo. Em cũng biết là anh có lý do. Anh làm như vậy là vì anh sợ nếu không có anh ở bên cạnh, em sẽ bị mọi người gạt ra. Nói thật, anh chọn em qua đây một phần cũng vì lý do đó.
Nhưng chủ yếu là anh tin vào năng lực của em, có thể giúp đỡ tốt cho công việc mới này, đầy áp lực. Vậy thì em sẽ hứa với anh là em sẽ không để cho anh hối hận về sự lựa chọn của mình đâu. Nhất định vậy nha. Dạ. Vậy thì hôm nay em sẽ quyết định là mời anh ăn trưa chứ? Dạ tất nhiên rồi. Dạ con nghe nè mẹ. Hân nó đã trốn viện rồi, con lập tức đi tìm nó ngay. Nghe con. Dạ con biết rồi, con sẽ đi tìm cô ấy ngay. Em à, anh có công việc rồi, chắc hẹn em đi ăn lần sau quá. Có chuyện gì vậy anh? Hân trốn viện rồi. Alo, anh nghe nè, em đang ở đâu vậy? Anh vẫn giữ lời khai là không thấy, không biết gì đúng không? Hân à, anh thực sự là không nhìn thấy mà, đó là sự thật. Nếu như em muốn anh thay đổi lời khai thì sao? Anh không thể nào nói dối được. Em hiểu rồi. Hân à, em có chút chuyện cần phải giải quyết, xong việc em sẽ về. Mọi người đừng lo cho em. Có sao không? Anh đi ra ngoài một chút, khi nào có chuyện quan trọng hả gọi cho anh. Dạ. Tôi có chuyện cần nói với bà. Chuyện gì? Con Hân nó bỏ đi rồi. Hôm qua bà nói gì với con nhỏ? Nói những gì cần nói. Bà muốn cứu con Lâm không? Tôi sẽ cứu con tôi, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ hạ mình với đứa con Quang đó. Và tôi tin là con Lâm nó cũng không bao giờ cho tôi làm điều đó. Bà đúng là một bà mẹ ích kỷ, bà có biết không? Vậy ông là người cha tốt à? Có lẽ tôi không phải là người cha tốt, nhưng ít ra tôi không lôi kéo con cái tôi và làm chuyện hai người xấu xa. Đã đến lúc mà phải dừng lại rồi đó. Anh Hai nói đúng đó. Chị Hai à, đã đến lúc chị phải dừng lại rồi. Cô biết gì mà xen vô? Biết chứ chị Hai. Em là người chứng kiến con Lam từ một đứa trẻ dễ thương, ngoan hiền, biết chia sẻ với mọi người, còn bây giờ nó sao chứ? Bướng bỉnh, ích kỷ, thậm chí nó đang bắt đầu độc ác. Nó dám làm chuyện phạm pháp để hại người. Tất cả những điều đó là do anh cô, lỗi của anh cô. Anh cô đã khiến nó phải làm như vậy. Không phải lỗi của anh Hai, mà tất cả là lỗi tại chị. Tại sự ghen tuông mù quáng của chị đã làm hư con bé. Nè, cô im đi. Cô biết gì mà dạ tôi cách làm vợ, làm mẹ hả? Cô đã làm vợ chưa? Làm mẹ chưa? Cô làm gì có khả năng đó hả? Chị Hai. Bà, thật là quá đáng mà. Kêu, kêu. Trời ơi, hai ngày rồi mới được ngủ. Trời ơi, tôi không có trả lời đâu, đừng có gọi nữa. Đợi một chút nữa. Dạ. Trời ơi, ngủ à? Tôi nói là tôi không có nghe điện thoại à. Trời ơi. Đã nói là không có nghe điện thoại, làm cái gì gọi hoài vậy? Không có gọi nữa nghe chưa? Nghe nè. Đi ăn, bỏ qua bóp tiền. Đi ra trả tiền dùm cho tôi đây.
Tại sao? Tại sao tôi phải làm vậy? Anh có nhớ là anh nợ tôi cái vụ mà đi Hà Nội nhớ không? Nhưng mà cuối cùng tôi đâu có đi đâu. Tại sao lại gọi là nợ cô? Alo, nè, bạn anh đi ăn mà không trả tiền. Anh mà không ra trả đó, tôi báo công an bắt cô ta đó. Báo công an bắt bà đi cho rồi. Trả kêu chừng nào ra. Bạn cô nói á, báo công an bắt cô luôn đi. Trời ơi, trời ơi trời, khổ ghê à. Nhiêu tiền vậy cậu? 600 anh. Nè, 600. Bạn tôi đâu? Kìa, cũng ngồi ngoài đó kìa. Trời ơi, trời ơi, thiệt là hết biết hả? Nè, dậy đi, tôi đưa cô về nhà. Đi về. Tôi không có về nhà. Trời ơi, bây giờ phải đi về. Không chịu về thì đi đâu? Đi đâu cũng được, không về. Đã nói là đi về nghe chưa? Anh mà đưa tôi đi về nhà, tôi sẽ nói hết với mọi người. Sao? Là anh có ý đồ xấu với tôi. Cái gì? Cô dám vu oan cho tôi đó hả? Tôi cho cô ngủ ở ngoài đường luôn. Đi cô. Đừng đi. Ê, ra. Đi. Ra giờ kìa. Ai bà đang? Trời ơi, không dùng miệng tôi nữa. Đi về. Khổ ghê à. Đi. Cổ sao rồi? Dạ, hồi nãy có hơi quậy chút, nhưng bây giờ ngủ ngon rồi. Ủa, trời đất, cái phòng này giờ là phòng của con rồi, còn để tấm hình của cậu làm chi vậy? Dạ, tại con chưa tìm được cái gì để trang trí hết, cho nên cứ để tạm vậy. Con nhỏ này. Mà con cũng nói giỡn thôi, chứ cậu con đẹp trai như vậy, con phải để hình cậu ở trong phòng, để mốt á phải phấn đấu tìm anh nào đẹp trai y như vậy mới chịu. Thôi, cậu đi ngủ trước đi. Dạ. Đã hai, phải nói chính xác hơn á là đã hai ngày rồi cậu của con không có được ngủ. Vậy cậu đi nghỉ liền đi cho nó khỏe nha. Cái bà điên đó, biết vậy á kêu người ta bắt bà giao cho công an luôn, cứu bà làm chi giờ mang họa nữa.
Hiểu lầm thôi mà cậu. Hiểu lầm cái gì? Cái này á là lấy quán báo ơn á. Người gì đâu á, nghe tới tiếng là thấy bực mình rồi hả? Cậu. Cậu gì? Cậu. Nè. Cậu. Căng quá. Hiểu lầm thôi mà. Lỡ tay có chút xíu thôi vậy mà giận à. Lần này là cô có lỗi với cậu con thiệt rồi đó. Tối qua thì ói đầy người cậu luôn, sáng nay thì còn làm cậu u đầu nữa. Thì cùng lắm là mai mốt Cẩm Kiều xin lỗi ổng. Mà cô còn nhức đầu không vậy? Cô đỡ rồi. Khanh à, áo con giặt rồi. Mà cô yên tâm đi, con biết cái gì cần nhớ, cái gì không cần nhớ mà. Cảm ơn con.